Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 19. Đêm đó, Diệp Lâm và đám người Hoa Quốc Đống chờ mãi cho đến khi ăn cơm xong cũng không thấy Bạch Nương Tử ra sân. Mọi người ở hiện trường đều mất hứng mà về. Sư phụ, dạo này trong thành không yên ổn, xảy ra chuyện lạ liên tục, Kim Lũ Y cũng bị cách chức vì các án lạ. Để tôi đưa anh vẽ nhà. Hoa Quốc Đống tự mình lái xe, định đưa Diệp Lâm về biệt thự. Trên đường đi, xe qua lại thưa thớt, không còn cảnh tượng nườm nượp như xưa nữa. Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ có xe tuần tra tới lui, đề phòng nghiêm ngặt. Ai ra, không biết khi nào mới phá án xong, thật khiến người ta không yên lòng mà Hoa Quốc Đống thở dài. Trong thời gian qua, ngay cả phủ Thuận Thiên của bọn họ cũng tăng ca, bận rộn đến mức sắp điên luôn rồi. Sau khi đưa sư phụ về nhà xong, anh ta còn phải quay lại tăng ca nữa. Có điều, anh ta vừa đi được nửa đường, con đường phía trước đột nhiên đen nhánh, đèn đường hai bên đều hỏng rồi. Lạ thật, đèn đường hỏng hết rồi hả? Hoa Quốc Đống cảm thấy khó hiểu, cho xe chạy chậm lại. Xe vang lên tiếng lộp bộp, dường như là cắn trúng thứ gì đó. Trời ạ, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, chẳng lẽ là cắn trúng người rồi? Hoa Quốc Đống vội vàng dừng xe lại, đi xuống xe xem thử. Kết quả, không xem thì không biết, xem rồi thì sợ tới mức nhảy dựng lên. Dưới xe đúng là có một người. Tới khi Hoa Quốc Đống nhìn kỹ lại thì lông tơ cả người đều dựng ngược lên, bởi vì không chỉ có một người, mà có tới vài người. Mẹ ơi, rốt cuộc là tôi đâm trúng mấy người vậy? Sao lúc nãy tôi không cảm giác gì được hết vậy? Lúc này, Diệp Lâm cũng xuống xe xem xét tình huống, trấn an Hoa Quốc Đống, đừng sợ, không phải là anh đâm, bọn họ chết lâu rồi. Hoa Quốc Đống vội vàng móc điện thoại ra, mở đèn flash chiếu xuống người nằm trên mặt đất. Nếu không phải có sư phụ ở đây thì Hoa Quốc Đống đã bị một màn khủng bố trước mắt dọa sợ, lái xe bỏ chạy lâu rồi. Cả người thi thể trên đất đều biến thành màu đen, da thịt nhăn nhúm, không chút hồng hào, giống như là xác khô đã chết mấy nghìn năm, cực kỳ đáng sợ. Nó khiến người ta chỉ nhìn một cái thôi là cảm thấy sổn tóc gáy. Lại tới nữa rồi hả? Hoa Quốc Đống run rẩy cả người, tay cầm điện thoại cũng run theo, lại là vụ án kia nữa hả? Diệp Lâm đứng dậy, hít sâu một hơi, dường như ngửi được mùi gì đó. Sau đó, anh dặn dò Hoa Quốc Đống, anh ở đây trông coi hiện trường. Tôi đi sang bên kia xem thử. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sư phụ, anh đừng bỏ tôi một mình ở đây. Chỉ là thi thể thôi mà, sẽ không ăn anh sợ cái gì hả? Diệp Lâm mắng. Đúng vậy, chim la sát âm thầm đi theo cũng thuận miệng lên tiếng. Đáng tiếc là xác khô, tình hoa bị hút sạch hết rồi, tôi lười đi hút nữa. Ai vậy, ai đang nói chuyện vậy? Hoa Quốc Đống giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức nhảy dựng lên, sư phụ, anh có nghe thấy không? Vừa rồi có một giọng nữ. Có khi nào là hung thủ hay không? Thấy dáng vẻ sợ hãi không yên của Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng, anh lái xe đi trước đi. Bên này cứ giao cho tôi là được rồi. Nói xong. Diệp Lâm không đợi Hoa Quốc Đống khuyên nhủ, một mình đi vào trong đường phố tối đen. La Sát, mày ngửi thử xem có phải gần đây có thi khí nặng lắm đúng không? Diệp Lâm thả chim La Sát ra để tìm kiếm nơi tỏa ra thi khí. Lúc nãy nhìn thấy mấy cái xác khô, Diệp Lâm mơ hồ ngửi được gần đây có thi khí. Có lẽ hung thủ ở gần đây, hoặc là nó chưa kịp chạy ra xa. Ngay sau đó, trong bóng tối có một luồng âm khí lan tràn. Chim La Sát vốn dĩ sống nhờ thi khí, có thể nói là ngựa quen đường cũ khi đi tìm thi khí. Sau khi được thả ra, nó bay khắp nơi giống như tỉnh linh trong bóng đêm. Ở đây nè, thân hình khổng lồ của chim La Sát bao phủ phía trên trang viên, giống như là mây đen tụ lại thành một mảng, quan sát phía dưới. Ở đây, có người sắp thi biến. Kỳ lạ, rõ ràng là người sống. Sao lại thi biến chứ? Chim La Sát nhìn từ trên cao xuống. Tận mắt nhìn thấy mọi thứ, cảm thấy kỳ lạ. Dường như mọi chuyện xảy ra trước mắt đã vượt qua phạm vi hiểu biết và năng lực của nó. Sau đó, Diệp Lâm bước nhanh lên, đi lại chỗ mà chim La Sát chỉ. Đó là một khu đại trạch xa hoa có diện tích cực kỳ lớn. Có thể có được một căn biệt thự cao cấp rộng lớn trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, chứng tỏ chủ nhà là người có thân phận hiển hách, tôn quý đến mức khó có thể tưởng tượng. Phủ Quốc Sư. Diệp Lâm đi lại gần cống chính. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai chữ quốc sư nổi bật trên cổng. Hóa ra đây là nhà của quốc sư.
thảo nào trông hoành tráng như thế. Diệp Lâm chưa kịp nghĩ nhiều thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đồn dập truyền đến từ phía sau. Diệp Lâm, sao anh lại ở đây? Một giọng nói lạnh lùng lại quen thuộc vang lên. Diệp Lâm quay lại nhìn, thấy là Kim Lũ Y và Phó Thủ Ân Hồng Trang đang dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh đi về phía bên này. Bên ngoài phủ quốc sư, Diệp Lâm và Kim Lũ Y lại gặp nhau lần nữa. Diệp Lâm chợt nhớ lại mấy tiếng trước, lúc vừa trở lại Yến Kinh liền gặp Kim Lũ Y. Kim Lũ Y thật sự của hiện giờ, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng rõ ràng là ít đi vài phần lệ khí so với trước đó. Sao anh lại ở đây? Kim Lũ Y bước nhanh lại chỗ Diệp Lâm, dường như có chút không kiên nhẫn. Lúc cần tìm anh ta thì không thấy anh ta, bây giờ mình đang phá án thì lại thấy anh ta đột nhiên chạy ra làm phiền. Đừng có để giống như lần trước, mình phải phân tâm đi bảo vệ anh ta, thật sự là vướng tay vướng chân. Lần này ở bên ngoài, không có may mắn được Diệp Côn Lôn giúp đỡ như lần trước nữa đâu. Mau rời khỏi đây đi, đây không phải là nơi mà anh có thể tới. Thấy Kim Lũ Y đuổi mình đi, Diệp Lâm cười nói, đây không phải là nội viện Hoàng Cung, cô có thể tới đây, vì sao tôi không thể tới đây? Anh, Kim Lũ Y nghẹn họng, sao có thể so tôi với anh được hả? Tôi chính là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Diệp Lâm tiếp tục cười nói, nhưng tôi nghe nói cô bị cách chức tạm thời. Nghe vậy, Kim Lũ Y tức điên lên, anh đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Diệp Lâm, chúng tôi phải ở đây tra án, ở đây rất nguy hiểm, Kim Đại Nhân bảo anh đi là vì tốt cho anh. Phó Thủ Ân Hồng Trang vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Lúc hai bên đang tranh chấp, cổng phủ quốc sư đột nhiên mở ra một khe hở. Một tên mỏ chuột tai khi, chuột đầu chuột não thò đầu ra ngoài, phủ quốc sư là một nơi quan trọng, ai đang gây ồn ào vậy hả? Ôi là chỉ huy sứ Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh. Kim Lũ Y bước lên một bước, cất cao giọng nói, hôm nay tôi đến đây để điều tra vụ án xác khô xảy ra dạo gần đây, xin phủ quốc sư hãy phối hợp với chúng tôi. Nghe vậy, tên kia cười nói, hóa ra là Kim Đại Nhân, ngại quá, tôi chính là quản gia của phủ quốc sư đây. Chúng tôi đương nhiên là đồng ý phối hợp với đội cận vệ Yến Kinh tra án rồi. Có điều, có hai chuyện mà ôi cần phải nói rõ ràng trước. Kim Lũ Y nói, mời nói. Thứ nhất quản gia cười nói, tôi nghe nói vụ án đã được chuyển cho Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân. Cùng Khâm Thiên giám xử lý rồi. Thứ hai, tôi còn nghe nói Kim Đại Nhân đã bị cách chức tạm thời, cho nên. Ha ha. Nghe vậy, mặt mày Kim Lũ Y trở nên lạnh lẽo, giống như là điểm mấu chốt của mình lần lượt bị người ta dẫm đạp vậy. Cô đè nén xúc động rút đao ra chém chết tên chuột đầu chuột não kia ngay tại chỗ. Ý của anh là anh không muốn phối hợp. Kim Lũ Y đè tay lên chuôi đao, bước lên một bước, cực kỳ khí thế. Không dám, không dám. Quản gia sợ tới mức lùi ra sau một bước, vội vàng đổi sang vẻ mặt lấy lòng, nhường một bước, Kim Đại Nhân chờ một lát, để tôi đi vào báo lên trên đã. Nói xong, quản gia đóng cửa lại. Đám người Kim Lũ Y kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Thấy vậy, Diệp Lâm nói, thay vì đứng đây lải nhải, nãy giờ tôi đã đi vào trong điều tra được một vòng rồi. Nếu không phải gặp được Kim Lũ Y, Diệp Lâm đã lên vào biệt thự, sau đó tìm được ngọn nguồn thi biến nhờ sự chỉ đường của chim la sát. Tôi đang tra án, phải làm theo quy trình. Kim Lũ Y hừ lạnh một tiếng, sau đó phản ứng lại đây, quát, sao anh còn ở đây nữa hả? Mau đi đi. Đúng lúc, cổng lớn phủ quốc sư lại mở ra lần nữa. Lúc này, đi cùng quản gia là hai ông cụ mặc quan phục. Thượng thư, Kim Lũ Y giật mình. Không ngờ trong phủ quốc sư lại có cả bộ trưởng, binh bộ và bộ tư pháp nữa. Chuyện này là sao đây? Là tiểu Kim đấy hả? Không phải cô bị cách chức tạm thời rồi sao? Sao chạy tới đây vậy? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tò mò hỏi. Vụ án đã được chuyển cho bộ tư pháp chúng tôi điều tra rồi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp lên tiếng, tôi đang dẫn người của bộ tư pháp điều tra. Đội cận vệ Yến Kinh các cô không cần phải nhúng tay vào nữa. Kim Lũ Y lập tức nghẹn lời. Sau đó, cô ta đã bị hai vị thương thư dùng vài câu nói đuổi đi. Đại nhân, Phó Thủ Ân Hồng Trang đi lên nhỏ giọng nói, chúng ta không nhận được tin tức hai vị bộ trưởng đang ở phủ quốc sư. Thật là kỳ lạ. Kim Lũ Y cũng cảm thấy không đúng. Nhưng nếu hai vị bộ trưởng đã mở lời rồi Lũ Y cũng không dám xông vào nữa. Vốn tưởng đêm nay có thể điều tra ra vài manh mối hữu dụng, nào ngờ ngay cả mặt quốc sư cũng chưa thấy thì đã phải đi về rồi. Kim Lũ Y dù không cam lòng, cũng đành phải giải tán đội cận vệ Yến Kinh ngay tại chỗ, để tránh rút dây động rừng. Hừ,
Trước khi đi, Kim Lũ Y tức giận mà chừng Diệp Lâm một cái, thầm nghĩ gặp được anh ta đúng là xui xẻo. Lúc này, Diệp Lâm còn đắm chìm trong cảm giác kỳ lạ lúc gặp hai vị bộ trưởng khi nãy. Bởi vì vừa rồi Diệp Lâm ngửi được một tỉa hơi thở không giống bình thường trên người hai người họ. Không phải người, chim la sát trên đỉnh đầu nói toạc ra, dù rằng hai chúng nó che giấu rất tốt hơi thở của mình. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, định vòng qua bên kia, trèo tường vào trong phủ quốc sư tiếp tục điều tra. Có điều, anh vừa quay đầu lại liền thấy một người quen đứng bên ngoài đám cận vệ yến kinh xem náo nhiệt. Thẩm Thị Lang, Diệp Lâm giật mình. Không ngờ anh lại gặp Thị Lang binh bộ Thẩm Thường Thanh ở đây. Diệp chiến thần, Thẩm Thường Thanh ra hiệu nói nhỏ thôi, sau đó đi đến một chỗ yên tĩnh, hoảng hốt hỏi, vừa rồi tôi ở bên ngoài không thấy rõ. Có phải là anh thấy bộ trưởng chúng tôi không? Ừ, Diệp Lâm gật đầu. Sao có thể chứ? Thẩm Thường Thanh rất sốc, tôi mới vừa ra khỏi binh bộ, mới vừa tách ra với bộ trưởng. Sao ông ấy có thể đồng thời xuất hiện ở bên trong phủ quốc sư được? Thẩm Thường Thanh nghĩ mãi mà không hiểu, càng nghĩ càng sợ hãi. Nghĩ đến những lời đồn gần đây, nghe nói trong thành không yên ổn, chẳng lẽ là gặp quỷ? Chuyện này không đúng lắm, Diệp Lâm nói. Tôi đang định đi vào trong phủ quốc sư để điều tra. Vậy được rồi, Diệp chiến thần, cậu tiếp tục đi điều tra đi. Thẩm Thường Thanh không kéo dài nữa, định chạy nhanh về báo chuyện lạ này với cấp trên của mình. Sau đó, hai người tách ra. Diệp Lâm nhảy vào bên trong phủ quốc sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có điều, anh vừa rơi xuống đất là nghe thấy một tiếng hô lên truyền đến từ trên cây ở cách đó không xa. Sao anh lại theo tôi hả? Diệp Lâm ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ mà cười khổ, thở dài nói, cô đúng là âm hồn không tan mà. Diệp Lâm không ngờ Kim Lũ Y cũng lén vào bên trong. Nghe vậy, Kim Lũ Y tức muốn hộc máu mà nhảy xuống cây, giận dữ nói, là tôi nói vậy mới đúng. Đây là nhà riêng của người ta, anh trèo tường vào làm gì vậy hả? Diệp Lâm nói, cô tới làm gì thì tôi cũng vậy. Tôi tới đây để tra án. Anh, nói đến đây, Kim Lũ Y lập tức hiểu ra, anh thật to gan. Dám trộm tới phủ quốc sư luôn hả? Diệp Lâm hoàn toàn cạn lời trước Kim Lũ Y, định bỏ cô ta sang một bên rồi hành động một mình. Anh đứng lại cho tôi. Kim Lũ Y bước lên định ngăn lại Diệp Lâm. Lúc này, có vài ông cụ mặc đồ quan đi tới. Thấy vậy, Diệp Lâm và Kim Lũ Y phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy vào trong góc tường. Khe hở góc tường cực kỳ chật hẹp. Dư để chứa một người, còn nếu hai người là có chút không đủ. Kim Lũ Y chậm hơn Diệp Lâm nửa bước, kết quả là khi chen vào góc mới phát hiện mình chỉ có thể bám sát vào người Diệp Lâm, không nhúc nhích được chút nào. Anh đi ra ngoài cho tôi. Kim Lũ Y vừa tức giận vừa ngại ngùng tới mức thân thể run lên. Là tôi đi vào trước. Diệp Lâm bó tay với cô ta luôn rồi. Anh, khốn kiếp, Kim Lũ Y nổi điên lên, rồi lại không thể làm gì đối phương. Giờ phút này. Sáu người mặc đó quan vừa nói vừa cười đi ngang qua bọn họ. Ha ha, lúc nãy ông giả giống lắm đấy. Có điều, dường như lúc nãy có người phát hiện không đúng. Không sao, đám người Khuê Mộc Lan sẽ giải quyết bọn họ. Nghe sáu người nói chuyện, rồi thấy khuôn mặt của sáu người, Diệp Lâm và Kim Lũ Y đều thay đổi sắc mặt. Bộ trưởng của sáu bộ đều ở đây. Tuy rằng khuôn mặt của bọn họ đều giống hệt sáu vị bộ trưởng. Nhưng khi không có người ngoi họ vui cười ầm ĩ, lộ rõ bản tính, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ người làm quan, mà giống như một đám con hát thấp hèn. Quả nhiên, bọn họ đều là giả. Kim Lũ Y trợn mắt há mồm, hô hấp càng thêm đồn dập, càng nghĩ càng thấy sợ. Rốt cuộc phủ quốc sư đang làm gì vậy? Dám đi giả mạo cả sáu vị bộ trưởng. Tiếng thở của cô lớn quá. Diệp Lâm cạn lời mà nhắc nhở, chúng ta bị bại lộ rồi. Quả nhiên. Sáu người đang cười đùa đột nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Nghe theo tiếng hít thở, sáu đôi mắt quỷ dị giống như u linh đồng thời nhìn về phía hai người đang núp trong góc. Các người thấy hết rồi hả? Sáu người đồng thời lên tiếng. Không đợi hai người trả lời, lại có hai ông cụ nói, vậy các người đi chết đi. Vừa dứt lời, có bốn người lùi ra sau một bước, cách xa hai người kia một chút. Còn hai người kia thì lao nhanh như chớp về phía Diệp Lâm. Trông hai người kia có vẻ tuổi già sức yếu, nhưng khi ra tay lại cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn không thấy già cả chút nào. Anh đi ra ngoài cho tôi. Giờ phút này, sau khi hoàn toàn bại lộ, Kim Lũ Y lại thở nhẹ ra.
cuối cùng thì cô ta không cần đứng sát Diệp Lâm, bị Diệp Lâm đụng chạm nữa. Kim Lũ Y nhảy ra khỏi góc tường, rút bội đao ra, vọt đi lên. Chỉ mới đánh một trận mà đã khiến cho hai người kia hiện ra nguyên hình. Hai người họ là đầu thú thân người. Rốt cuộc các người là yêu nghiệt phương nào vậy? Kim Lũ Y cực kỳ sốc. Hừ hừ hừ. Hai người biến thành đầu heo, mặt đen răng nanh, thân thể phồng to ra một vòng, quần áo rách nát, để lộ thân thể thô ráp, lông mọc khắp người. Hai con quái vật đó bị Kim Lũ Y chém vài đao mà vẫn không sao cả. Diệp Lâm vừa định ra tay giúp đỡ thì nghe thấy chim la sát trên đầu nhắc nhở, chạy rồi. Chủ mưu chạy rồi. Hiển nhiên, bên này đã rút dây động rừng, hung thủ trốn trong phủ quốc sư đã lẻn đi ra ngoài. Ở trong mắt Diệp Lâm, mấy tên nửa người nửa yêu trước mặt không hề quan trọng. Tôi giao bọn chúng cho cô, Diệp Lâm nói, tôi đi đuổi theo chủ mưu. Dứt lời, Diệp Lâm quay người đi. Thấy Diệp Lâm định đi, bốn người còn lại cũng lao lên, nhưng bị Kim Lũ Y dùng đao chặn lại. Hừ, Kim Lũ Y hừ lạnh một tiếng. Cô ta không trông chờ Diệp Lâm có thể giúp được gì, chỉ cần đừng kéo chân sau mình là cảm ơn trời đất rồi. Vậy mà lúc này Diệp Lâm lại chủ động bỏ đi, còn bảo cô ta giữ chân đám người kia nữa, khiến cô ta có chút bực bội. Chạy thì chạy đi, còn tìm lý do làm gì? Kim Lũ Y khinh thường cười lạnh. Đi bắt chủ mưu gì chứ? Ở trong mắt Kim Lũ Y, Diệp Lâm chỉ là tìm lý do để chạy trốn mà thôi. Đúng là đồ dối trá. Không bao lâu sau khi Diệp Lâm bỏ đi, Kim Lũ Y cũng khó khăn mà giết hết 6 gã quái vật đầu thú mình người. Sau đó, cô ta ngạc nhiên phát hiện 6 gã quái vật chết rồi sẽ biến trở về hình người, tử trạng giống hệt với những xác khô thần bí trong các vụ án mấy hôm nay. Quả nhiên, ngọn nguồn ở ngay đây, Kim Lũ Y cuối cùng cũng điều tra được manh mối mấu chốt. Lúc này, xung quanh chợt có ngọn lửa bùng lên. Mau mau mau. Ở bên đây nè. Tên quản gia chuột đầu chuột não mở cổng ban nãy dẫn một đội thị vệ tuần tra giơ cây đuốc xông về phía bên này. Chính là cô ta. Lúc nãy tôi thấy cô ta xông vào trong phủ chúng tôi giết người. Cô ta giết hết người hầu trong phủ chúng tôi, còn hút khô tính huyết của bọn họ nữa. Quản gia chỉ vào 6 thi thể trên mặt đất, dáng vẻ vừa sốc vừa sợ. Kim đại nhân, thật không ngờ. Cô chính là hung thủ vụ án xác khô. Lúc này, đám thị vệ tuần tra cực kỳ ngạc nhiên. Không ngờ chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kính lại là hung thủ sau màn. Thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Thảo nào từ khi xảy ra vụ án đến nay vẫn không bắt được hung thủ. Quản gia tiếp tục đổi trắng thay đen, hóa ra là Kim đại nhân tự biên tự diễn. Trong nhất thời, như là có nhân chứng vật chứng đầy đủ, Kim Lũ Y hết đường chối cãi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm đi theo hướng dẫn của chim la sát, chạy đến bên ngoài phủ quốc sư. Sao tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy? Diệp Lâm cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì không phải là người chim la sát nói, lại còn biết bay, tốc độ nhanh là phải rồi. Nghe vậy, Diệp Lâm cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Không ngờ ngay tại Yến Kinh, phủ quốc sư lại chứa chấp yêu vật nửa người nửa thú như vậy. Nếu không phải dạo này liên tục xảy ra các vụ án xác khô thì có ai sẽ biết đâu. Hơn nữa, đám quái vật kia còn dám biến thành dáng vẻ của các vị bộ trưởng, người bình thường không thể nào phân biệt được, xem ra là có mưu đồ cực kỳ lớn. Diệp Lâm không định xen vào chuyện người khác, nhưng nếu gặp được thì tất nhiên là phải điều tra cho rõ ràng. Anh muốn nhìn xem quốc sư đương triều là yêu nghiệt phương nào. Cẩn thận, có kẻ chặn đường. Chim la sát vừa nói xong thì con đường phía trước có hai người đàn ông vóc dáng vạm vỡ bước ra chặn đường. Hai người cao gần 2 mét. Lưng hùm vai gấu, cực kỳ hung dữ. Nhìn từ xa lại, hai người giống như là hai ngọn hải đăng lấp kín hai bên đường. Nếu không muốn chết thì mau cút đi. Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo, tiếp tục bước lên trước với tốc độ như cũ. Giống. Lúc anh đi tới gần hai người nổi giận giống lên rồi hiện ra nguyên hình. Đó là hai con quái vật đầu hổ mình người. Một con đầu hổ đen, cả người đen như than. Một con đầu hổ trắng. Cả người như phủ một lớp xương. Nhãi danh, mày không nên xen vào chuyện của người khác. Dứt lời, hai con quái vật vung nắm tay cực to lên đấm vẽ phía Diệp Lâm. Tiếng quyền gào thét cuốn theo một trận gió to đập vào mặt Diệp Lâm. Vèo. Diệp Lâm vung quy nhất kiếm lên, chỉ một kiếm là đã đồng thời chặt đứt hai tay của hai con quái vật. Giống. Hai con quái vật bụng chỗ bị chém, đau đớn giống lên, tiếng giống rung trời. Hổ Sơn Quân gặp nạn.
mau tới chi viện. Giữa không trung, dường như có người đang âm thầm chỉ huy. Diệp Lâm để ý thấy tiếng vang kỳ lạ xung quanh càng lúc càng lớn. Mày là thứ gì vậy? Chim La Sát cũng ở giữa không trung tò mò hỏi. Bên kia bầu trời cũng bị bóng tối bao phủ, một đôi cánh chim khổng lồ màu đen đang bay lượn trên không trung. Diệp Lâm ngẩng đầu lên thì thấy một con quạ đen lớn tầm cỡ con người bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Tao là Tất Nguyệt Ô. Mày một con thi điểu cút sang bên đi. Quạ đen khổng lồ cũng có thể nói tiếng người, không thua kém gì chim La Sát trên bầu tia. Lạch cạch. Lúc này, mặt đất run nhẹ nhẹ giống như là động đất vậy. Tất Nguyệt Ô trên bầu trời vui vẻ hô lên, Hùng Sơn Quân tới rồi. Hổ Sơn Quân được cứu rồi. Nó vừa dứt lời là thấy cuối con đường lại có một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ xuất hiện. Chiều cao 2 mét, cao lớn vạm vỡ, mỗi một bước chân đều làm cho mặt đất run rẩy khiến người ta phải sợ hãi. Hai con quái vật đầu hổ thấy vậy thì đôi mắt sáng lên như là được cứu rồi. Nhãi danh, lần này mày chết chắc rồi. Bạch Hổ Sơn Quân cười lạnh lùng, mày dám cắt trưởng hổ của tao, chờ lát nữa tao muốn cắt tứ chỉ của mày, tra tấn mày nhiều gấp đôi. Dứt lời, quái vật còn lộ ra vẻ mặt hài hước lại tàn nhẫn, giống như là sắp báo thù được vậy. Ồn ào. Diệp Lâm chém ra một kiếm chặt bỏ đầu hổ màu trắng. Giống. Hắc Hổ Sơn Quân thấy vậy thì giật nảy mình, sợ tới mức im bặt luôn. Cuối cùng nó cũng được trải nghiệm cái gọi là vai ác chết do nói nhiều. Sau đó, nó quay đầu bỏ chạy, định chạy đến phía sau Hùng Sơn Quân để hợp tác với nhau đánh địch. Có điều, lúc nó vừa đến trước mặt Hùng Sơn Quân, cho rằng mình được cứu rồi, thì đầu hổ đen cũng bị một kiếm chém xuống. Chỉ một thoáng, mọi tiếng động đều im bặt, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả Tất Nguyệt Ô đang bay lượn giữa không trung, vẫn luôn díu dít khoác lác Hùng Sơn Quân lợi hại đến mức nào cũng lập tức câm miệng. Không ngờ người phía dưới lại lợi hại như vậy. Trong nhất thời, đám quái vật có chút nghi ngờ cuộc đời, rốt cuộc ai mới là quái vật. Giờ phút này, Diệp Lâm chém chết hai con quái vật đầu hổ xong, mới chợt phát hiện ra rằng sau khi chết, hai con quái vật lại khôi phục thành hình người. Tử trạng giống hệt với mấy cái xác khô bị Hoa Quốc Đống lái xe cán chúng. Thấy vậy, Diệp Lâm không nhịn được lên tiếng khó hiểu. Trong nhất thời, anh thậm chí có chút không phân biệt được rốt cuộc chân thân của quái vật có phải là người hay không. Nếu không phải là người thì vì sao sau khi chết lại biến thành hình người? Còn nếu là người thì vì sao lại có đầu thứ? Diệp Lâm nghĩ mãi mà không ra. Lúc này, mặt đất lại run rẩy lên. Diệp Lâm sửng sốt, cho rằng đang có nhiều quái vật chạy đến đây. Kết quả, anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hùng Sơn Quân khí thế rào rạt ban nãy đang chạy nhanh như bay. Đêm trắng là hiện tượng phát sáng bất thường trên bầu trời khi trời tối. Giờ phút này, trong một sơn trang ở vùng ngoại ô Yến Kinh. Đám người vừa đặt chân xuống thì lập tức có vài tiếng kêu của quạ đen trên bầu trời. Một trắng một đen, hai loại chim chóc nối đuôi nhau lượn quanh trên không trung. Cuối cùng, Tất Nguyệt Ô màu đen đậu vững vàng trên đầu vai một ông cụ. Nếu có mệnh quan triều đình ở đây thì chắc chắn có thể nhìn một cái là nhận ra ông ta chính là quốc sư đương triều. Có điều, quốc sư của lúc này một nửa khuôn mặt là hình thú lông xù, dữ tợn lại khủng bố, giống như là bị hủy dung vậy. Chim chóc màu đen mang đến tin tức màu đen. Ông cụ nhỏ giọng nỉ non, nói đi, có phải trên đường đi gặp phiền phức gì không? Hoa hoa! Tất Nguyệt báo cáo tin tức. Ông cụ thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, tôi chợt rơi vào suy nghĩ. Đại nhân! Lúc này, một lão bộc lưng còng nhỏ giọng nói, chắc là đám khuê mộc lang đắc thủ rồi, không có gì phải lo lắng cả. Không! Không phải bên kia quốc sư lắc đầu, có phiền phức lớn hơn nữa sắp tới bên đây rồi. Có điều, quốc sư hơi khựng lại, tiếp tục nói bên trong nguy cơ thường có cơ hội, chính là cái câu người ta hay nói, trong nguy có an, trong an có nguy, đấy. Đáng mừng chính là rốt cuộc có người chủ động gánh tội rồi, tạm thời giúp chúng ta giải quyết tình huống khẩn cấp trước mắt. Quốc sư báo tin Kim Lũ Y bị bắt tại trận, trở thành nghỉ phạm hàng đầu cho mọi người ở đây biết. Mọi người nghe xong đều vỗ tay hoan hô. Đúng là trời cũng giúp ta. Quản gia Hồ đúng là thông minh. Hay cho một chiêu tương kế tự kế, dương đông kích tây. Vốn dĩ có người trong đám bọn họ bị bại lộ, bọn họ đang lo lắng triều đình sẽ điều tra ra tới chỗ bọn họ. Bây giờ có người gánh tội thay rồi, chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhỏ giết chết cô ta, làm ra chết không đối chứng,
là có thể đổ hết các vụ án kỳ lạ dạo gần đây lên trên người cô ta. Có điều, quốc sư lại nặng nề hắng giọng, nói tiếp, nhưng mà hiện trường vẫn còn để sót một người, với lại cậu ta sắp đuổi tới chỗ chúng ta rồi. Hồ Sơn Quân và Hùng Sơn Quân cũng không thể ngăn cản cậu ta. Cái gì? Nghe vậy, đám quái vật đều rất ngạc nhiên. Hồ Sơn Quân và Hùng Sơn Quân cũng không phải là đối thủ của cậu ta hả? Yến Kinh có loại cao thủ này từ khi nào vậy? Rốt cuộc là kẻ nào dám đối đầu với chúng ta? Đúng là tìm chết. Quốc sư nói, chính là Diệp Lâm, Diệp Côn luôn nổi tiếng dạo gần đây. Nghe nói cậu ta vừa đoạt được tư cách làm chiến thần Ung Châu, chém giết 10.000 tông sư thanh môn, nổi tiếng khắp thiên hạ, không một ai theo. Kịp! Là cậu ta hả? Nghe vậy, đám quái vật đều rất hoảng hốt. Thảo nào Hồ Sơn Quân và Hùng Sơn Quân cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Hóa ra cậu ta chính là chiến thần. Thảo nào, hiện trường vang lên tiếng cảm thán ngạc nhiên liên tục. Sau đó, đám quái vật nhìn quốc sư, chờ lệnh tiếp. Theo của quốc sư, phải đối phó với cậu ta thế nào đây? Nên đánh hay là nên tránh đây? Đại nhân, sáng nay chúng ta nhận được một bức mật lệnh. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày khôn khéo lên tiếng, thanh môn nước ngoài gửi tin xin giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể đứng giữa làm khó dễ, ngăn cản người tên Diệp Lâm trở thành chiến thần. Nếu chúng ta có thể giết chết cậu ta thì thanh môn sẵn lòng chia ra một nửa quyền lực cho quốc sư. Nghe vậy, sắc mặt quốc sư trở nên lạnh lẽo, xem ra thanh môn cũng bị cậu ta buộc vào đường cùng rồi. Nếu không thì sao bọn họ lại chịu hạ vốn gốc như vậy chứ? Cũng dễ hiểu thôi, đó chính là quân Ung Châu từng quét ngang thiên hạ, ai mà không sợ được cơ chứ? Một thanh môn thôi mà, đánh một cái là sập. Người đàn ông kia nói, Bộ Quốc phòng cũng muốn 300.000 quân Ung Châu. Cuộc chiến tranh đoạt vị trí chiến thần vẫn chưa kết thúc đâu. Quốc sư nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định dứt khoát, tránh cũng không tránh được, vậy thì đánh đi. Giải quyết cho xong cái phiền phức trước mắt này đã, sau đó giá họa hết mọi thứ lên đầu Kim Lũ Y, vậy là xong rồi. Dứt lời, quốc sư vung tay ra lệnh, tư thần khách, kêu đi, đánh thức hết tất cả lực lượng của mọi người. Đêm nay không căn trốn tránh nữa, cứ đánh một trận cho đã đi. Nghe vậy, một ông cụ đồ trắng từ từ gỡ mũ ra, để lộ màu gà màu sắc sặc sỡ. Sau đó, ông ta run lên một cái, biến thành đầu gà mình người, giang hai tay ra, ngước cổ lên hót vang. Ồ ồ ồ ồ! Một tiếng gà hót lảnh lót lại chói tai báo hiệu trời sáng vang lên. Ngay sau đó, bầu trời sáng rực, vạn dặm rõ ràng. Giờ phút này, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, ngước mắt lên nhìn. Trời sáng rồi hả? Sao có thể chứ? Ngay sau đó, Diệp Lâm xem giờ trên điện thoại. Bây giờ là giờ Tý, 12 giờ, còn 6 tiếng nữa mới tới Hừng Đông. Vậy mà lại xảy ra một màn quỷ dị thế này. Toàn bộ Yến Kinh rơi vào dị tượng đêm trắng. Trời vốn dĩ đang tối, kết quả lại biến thành bình minh. Đêm trắng. Chính là quái tượng ngày đêm đảo lộn, càn khôn rối loạn. Người ta có câu chuyện khác thường tất có vấn đề. Ở thời cổ, đêm trắng là điềm báo xuất hiện tà ma. Ngay sau đó, xung quanh vang lên tiếng sột soạt, cỏ cây xôn xao. Dường như ngay tại khoảnh khắc này, vạn vật đều được ban cho sinh mệnh và thức tỉnh. Bịch bịch bịch, Hùng Sơn Quân vừa mới chạy trốn, lúc này đã quay lại, khí thế trên người trở nên khủng bố hơn, giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Phía sau Hùng Sơn Quân là hổ báo xài lang, tỉnh quái sông núi, yêu ma quỷ quái. Trong nhất thời, trong tăm mắt Diệp Lâm, trên trời dưới đất, những chỗ có thể thấy được đều là yêu tà. Yêu ma quỷ quái sống lại giống như thủy triều bao vây kín mít Diệp Lâm. Xuất hiện. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này, Khâm Thiên Giám, lầu ngắm sao. Một ông cụ vui mừng tới mức khóc thành tiếng. Đêm trắng. Quả nhiên, tất cả đều như suy đoán của sư phụ. Ông ta chính là Tư Đồ Nhật Thăng, giám chính của Khâm Thiên Giám. Mới vừa rồi, một ngôi sao chổi to như cái đấu, sáng như mặt trời bay lên trên cao, chiếu rọi vạn vật, đồng thời giao linh hồn cho vạn vật. Trong nhất thời, trong thành ngoài thành Yến Kinh đều tràn ngập yêu khí. Lịch bịch, các thành viên còn lại của Khâm Thiên Giám sôi nổi bước lên lầu ngắm sao. Sư phụ, giám chính đại nhân, mọi người mặt mày nghiêm túc, lại khó nén được vẻ xúc động trên mặt mình. Bởi vì mọi thứ xảy ra trong đêm nay đã từng có người tiên đoán vào trăm năm trước. Đại hạ trăm năm không yêu tà. Nhưng sau trăm năm sẽ có yêu tà.
Ở trong mắt người ngoài, Khâm Thiên Giám chỉ là một đám quan văn yếu đuối suốt ngày quan sát tượng thiên văn, tính toán các tiết, lập ra lịch pháp. Nhưng thực tế thì bọn họ đều đang gánh một sứ mệnh nặng nề trên lưng, đó là trừ yêu cho đại hạ. Thật ra thì dạo gần đây các án sát khô đã có manh mối. Vậy nên trong tình huống không ai biết, Khâm Thiên Giám đã phối hợp với Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân để điều tra vụ án. Và giam chính Khâm Thiên Giám đời trước đã từng tiên đoán đại hạ trăm năm sau sẽ có tai họa yêu tà. Khi ấy, Sở Trấn Yêu đã không còn, thành viên Khâm Thiên Giám phải đứng ra gánh vác sứ mệnh trầm trọng là trừ yêu. Thành viên Khâm Thiên Giám đã từng coi thường tiên đoán ấy, thậm chí không thèm tu luyện phương pháp chém yêu mà bọn họ cần phải tu luyện hàng ngày. Bởi vì không có yêu để chém, tất cả luyện tập chỉ là lý luận suông thôi. Ngay cả giam chính Từ Đồ Nhật Thăng cũng từng nhiều lần dao động, nghỉ ngờ tất cả sau mấy chục năm vất vả trông coi. Ông ta cho rằng những gì mà bọn họ tin tưởng đến cuối cùng đều sẽ công dã tràng, như hoa trong gương như trăng trong nước. Có điều, đêm nay, đêm trắng buông xuống. Từ Đồ Nhật Thăng rơi nước mắt, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Các thành viên Khâm Thiên Giám còn lại đều cực kỳ kích động, nóng lòng muốn thử. Trời giao sứ mệnh. Từ Đồ Nhật Thăng kích động nói, tôi cực khổ trông coi cả đời. Cuối cùng cũng chờ đến ngày này rồi. Sư tổ đúng là thần tiên, ngay cả chuyện hàng trăm năm sau cũng có thể tiên đoán được. Tôi khâm phục, đồng thời cảm thấy cực kỳ áy náy. Đám người còn lại sôi nổi phụ họa, lên tiếng khen ngợi, rồi lại tỏ lòng áy náy. Sau đó, Từ Đồ Nhật Thăng dẫn đầu thay áo bào trắng. Đám người còn lại cũng sôi nổi mặc vào đồng phục diệt yêu mà bọn họ từng cho rằng vĩnh viễn không cần mặc. Không khí ở hiện trường lập tức thay đổi. Mọi người dường như dung nhập một cách hoàn mỹ vào trong dị tượng đêm trắng, lúc ẩn lúc hiện. Từ Đồ Nhật Thăng đứng trên lầu ngắm sao, vung tay hô lên, đại hạ đêm nay có chúng ta bảo vệ. Tất cả các thành viên Khâm Thiên Giám nghe lệnh, đêm nay, chúng ta hãy đi săn yêu, săn cho đã đi. Dứt lời, Từ Đồ Nhật Thăng nhảy xuống lầu ngắm sao, bóng dáng biến mất trong đêm trắng. Các thành viên còn lại cũng noi theo nhảy xuống từ trên cao. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ quốc sư, phó quan Ân Hồng Trang của đội cận vệ Yến Kinh tận mắt nhìn thấy Kim Lũ Y bị đội thị vệ tuần tra bắt đi. Ân Hồng Trang định đi ngăn cản, nhưng bị Kim Lũ Y ra hiệu cho dừng lại. Cô ta hiểu ý của Kim Lũ Y. Kim Lũ Y bảo mình đừng xúc động, cứ tiếp tục ở lại đây điều tra cho rõ ràng toàn bộ vụ án. Đúng lúc này, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Trời, trời sáng. Ân Hồng Trang giật nảy mình. Thậm chí cảm thấy là mình hoa mắt rồi. Sao trời lại sáng lúc nửa đêm vậy? Nhưng mà, sau khi lặp đi lặp lại xác nhận thời gian, Ân Hồng Trang không thể không tin một màn khác thường lại quỷ dị trước mắt là sự thật. Cùng lúc đó, bên trong phủ quốc sư, sóng ngâm dâng trào, dường như có một lưỡng lực lượng đang dục dịch bùng nổ. Ân Hồng Trang còn chưa kịp phản ứng thì cổng lớn phủ quốc sư đã bị mở ra. Một đám sinh vật là người lại không phải là người đổ xô ra ngoài, chạy về một phía. Ân Hồng Trang núp trong góc, tận mắt nhìn thấy tất cả, vội vàng bụm chặt miệng lại, không dám thở mạnh vì sợ đám quái vật kia nghe thấy. Một lát sau, bên trong phủ quốc sư lặng ngắt như tờ, không còn một bóng người. Ân Hồng Trang không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt vào bên trong, phát hiện bên trong nơi nơi bừa bãi, giống như là bị bọn trộm cướp sạch sẽ. Đừng nói một bóng người. Ngay cả cây cỏ hoa lá trong sân sau và núi giả cây kiểm quý giá cũng biến mất, vườn hoa trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Là sao vậy? Ân Hồng Trang lang thang trong phủ quốc sư trống trải, vẫn chưa kịp hồi hồn từ cơn chấn động ban nãy, không thể hiếu nối những gì vừa xảy ra. Mình đang nằm mơ đấy hả? Mọi thứ trong đêm nay? Là sao vậy? Ân Hồng Trang đi đi rồi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến từ chỗ cách đó không xa. Ân Hồng Trang giật mình, tưởng rằng có quỷ. Sau đó, cô ta đi về phía phát ra tiếng nói. Cuối cùng, ở một chỗ bỏ hoang trong sân sau, trong một cái giếng bị tảng đá chặn lại, cô ta nghe thấy tiếng cầu cứu từ bên trong. Có người bên dưới hả? Ân Hồng Trang đẩy mạnh tảng đá ra, lại không nhích được chút nào. Bên trên có phong ấn, người dưới giếng dường như cũng cảm nhận được có người bên trên, vậy nên lên tiếng nhắc nhở, phải phá vỡ phong ấn mới được. Ân Hồng Trang nhìn kỹ thì thấy trên tảng đá chặn miệng giếng có vẽ hoa văn quỷ dị. Tuy rằng cô ta không hiểu hoa văn, nhưng mà mơ hồ cảm nhận được có một luồng lực lượng bám trên hoa văn. Vậy nên, Ân Hồng Trang rút đao chém liên tục, phá hủy hết hoa văn.
Sau đó, cô ta đá ra một đá, dễ dàng đá văng tảng đá. Mau, cứu tôi. Người dưới giếng yếu ớt cầu cứu. Ông là ai vậy? Ân Hồng Trang cẩn thận hỏi. Ai ra, tôi nói ra chắc là cô không tin. Tôi ông ta thở dài, đau khổ nói, tôi là quốc sư đương triều, bị yêu nhân làm hại, nhốt trong giếng cạn, đã vài năm không thấy mắt trời rồi. Cái gì, nghe vậy, Ân Hồng Trang giật nảy mình. Ông là quốc sư hả? Người dưới giếng tiếp tục cầu cứu, mau, mau cứu tôi ra ngoài trước đi. Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ lại bị rời sang chỗ khác. Đừng lo lắng, bên ngoài không có ai hết. Ân Hồng Trang vừa nói vừa nhảy xuống giếng, quả nhiên thấy một ông cụ mặt mày tiều tụy, gầy trơ xương, hơi thở thoi thóp, trên tay và trên chân đều có xiềng xích. Khi thấy có người cứu mình, trong đôi mắt đục ngầu của ông cụ chợt lóe một tia sinh cơ. Ông là quốc sư thật hả? Ân Hồng Trang nhìn rồi cảm thấy nghi ngờ. Ông cụ bị tra tấn tơi tả, không có điểm nào giống với quốc sư, rõ ràng là hai người khác nhau. Yêu nhân, đoạt xá thân thể của tôi. Thân thể hiện giờ của tôi là của tên yêu nhân kia. Ông cụ giải thích, quốc sư có rất nhiều môn khách, từng nhận một vị kỳ nhân hô mưa gọi gió, chuyện gì cũng làm được. Không ngờ tốt bụng nhận người, lại dẫn tới xui xẻo, bị tên yêu nhân kia đoạt xá. Còn quốc sư thì bị nhốt trong giếng cạn, không thấy mặt trời. Có thể nói là gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu. Sau khi nghe ông cụ giải thích xong, Ân Hồng Trang vẫn không tin nổi, trong nhất thời có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ yếu ớt hỏi, tôi vừa nghe thấy tiếng động lạ, tưởng rằng triều đình phát hiện manh mối lại đây xét nhà, vậy nên mới dốc hết sức cầu cứu. Cô bé, cô là ai vậy? Cầu xin cô cứu tôi ra ngoài trước đi, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Ân Hồng Trang hồi hồn lại, nói ra thân phận của mình, rồi nhanh chóng cõng ông cụ ra khỏi giếng. Sau khi ra ngoài, ông cụ không nhịn được nữa, ghé vào lưng Ân Hồng Trang, khóc ầm lên. Ân phó quan, cảm ơn cô. Sau này nếu tôi có thế, nhận lại chức quốc sư thì nhất định sẽ đề bạt cô làm chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Tạm thời đừng nói mấy chuyện này, Ân Hồng Trang không để ý cái bánh nướng lớn mà lão quốc sư vẽ cho mình. Cô ta lo lắng đám quái vật kia sẽ quay lại, nên nói, tôi dẫn ông đi ra khỏi đây trước đã. Đúng đúng đúng, đi mau đi ông cụ dục, tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này một giây nào nữa. Cho dù nơi đây từng là phủ đệ của ông ta, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành ác mộng của ông ta. Sau đó, Ân Hồng Trang cõng ông cụ ra khỏi phủ quốc sư. Ra tới bên ngoài, cô ta vừa định liên hệ với các thành viên khác trong đội cận vệ Yến Kinh đến đón mình thì nghe ông cụ nhắc nhở, đợi đã. Tốt nhất là đừng tìm người của triều đình. Tôi sợ mấy năm nay thế lực của tên yêu nhân kia đã trải rộng khắp nơi, lỡ tìm chúng người của bọn họ. Không đâu, Ân Hồng Trang nói với giọng điệu chắc chắn, đội cận vệ Yến Kinh chúng tôi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đúng lúc này, có một chiếc xe chạy chậm qua, rồi nhanh chóng lùi trở lại. Ân phó quan, sao cô lại tới đây? Chẳng lẽ là phối hợp với Phủ Thuận Thiên chúng tôi tra án hả? Hoa Quốc Đống dừng xe rồi xuống xe hỏi thấm. Lúc nãy sau khi cán chúng mấy cái xác khô, Hoa Quốc Đống đã báo với Phủ Thuận Thiên, bảo Phủ Thuận Thiên phái người đến. Kết quả là anh ta chạy vài vòng xung quanh, trời cũng sáng rồi, mà vẫn chưa thấy thị vệ Phủ Thuận Thiên. Lúc anh ta đang bực bội thì thấy Ân Hồng Trang. Hoa nha nội, Ân Hồng Trang giật mình, án gì? Lại có án mạng hả? Mọi việc xảy ra trong đêm nay cực kỳ quỷ dị, Ân Hồng Trang cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng luôn rồi. Ông cụ mà cô cõng là ai vậy? Hoa Quốc Đống nhìn thoáng qua ông cụ, giật mình hỏi, sao lại bị tra tấn thành dáng vẻ này vậy? Đại hạ ta coi trọng hiếu đạo, kẻ nào dám làm việc cầm thú như vậy hả? Lúc này, ông cụ lên tiếng, cậu là con của thống đốc Hoa hả? Đúng vậy, ông cũng biết tôi hả? Hoa Quốc Đống vỗ ngực đảm bảo, ông yên tâm, dù là ai hại ông thành như vậy thì Phủ Thuận Thiên chúng tôi đều sẽ chống lưng cho ông. Ông cụ tức giận nói, là quốc sư hiện nay hại tôi. Cái gì? Quốc sư hả? Hoa Quốc Đống vội vàng nhìn xung quanh, vò đầu nói, hình như loại chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của Phủ Thuận Thiên chúng tôi. Hay là cứ giao cho đội cận vệ Yến Kinh xử lý đi. Chuyện liên quan đến quốc sư là chuyện lớn, Hoa Quốc Đống không dám nhận củ khoai lang bỏng tay này, nếu không khi về nhà sẽ bị cha mắng chết. Hoa công tử, xin cậu hãy dẫn tôi đi gặp cha cậu một lần đi, lúc này, ông cụ lên tiếng nhờ giúp đỡ. Dù trải qua khó khăn, nhưng ở trong lòng lão quốc sử, vẫn còn có vài người tính tình công chính có thể tin tưởng được.
trong đó tất nhiên là có thống đốc phủ Thuận Thiên Hoa Quân Dương. Lão quốc sư nếu chỉ dựa vào mình là rất khó để lật lại bản án. Nếu có thể nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ của thống đốc Hoa thì ông ta sẽ có một đường sống. Hoa nha nội, chuyện có chút phức tạp, chờ khi nào rảnh tôi sẽ giải thích. Ông cụ đã lên tiếng rồi, Ân Hồng Trang lập tức cống ông cụ lên xe. Mau lái xe đưa chúng tôi đi phủ Thuận Thiên, đợi gặp được cha anh rồi hãy nói tiếp nữa. Trong lời nhờ và nhỏ nhẹ của Ân Hồng Trang, Hoa Quốc Đống bất đắc dĩ làm theo. Anh ta thầm thở dài, thật sự là không thể từ chối yêu cầu của người đẹp mà. Hoa Quốc Đống liều một lần, đạp ga, chở hai người về phủ Thuận Thiên. Hoa công tử, tôi không biết nói thế nào để tỏ hết lòng biết ơn cậu nữa, ông cụ cảm ơn liên tục. Cho tôi hỏi rốt cuộc ông và quốc sư có thù hận gì vậy? Hoa Quốc Đống vừa lái xe vừa cảm thấy khó hiểu. Quốc sư là một vị đức cao vọng trọng, được thiên hạ tôn trọng, sao có thể làm ra loại chuyện cầm thú là ngược đãi cụ già cơ chứ? Tôi nói thẳng cho cậu biết vậy. Ông cụ nói, tôi mới là quốc sư, còn quốc sư hiện nay chính là giả. Cái gì? Hoa Quốc Đống giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì. Đúng lúc này, bên đường có hai cây cao chót vót giống như là sống lại, đi từng bước chặn đường. Hoa Quốc Đống thẳng gấp, dù vậy thì đầu xe vẫn đâm mạnh vào thân cây thô to. Ngay sau đó, nó vung thân cây dài như roi quất mạnh xuống đỉnh xe. Ầm, thân cây thô to nện xuống giống như là một đòn cảnh cáo khiến cho đỉnh xe bị lõm xuống. Trời ạ, cái quỷ gì vậy? Hoa Quốc Đống bị đâm nghiêng ngả, nếu không phải trên đầu truyền đến từng cơn đau thì anh ta đã cho rằng mình đang thấy ác mộng rồi. Chắc chắn là yêu vật do tên yêu nhân kia phái đến. Thấy vậy, ông cụ cảm thấy không ổn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt lần nữa. Có điều, chiếc xe mà Hoa Quốc Đống đang lái là xe chống đạn hàng thật giá thật, có khả năng chống va chạm cực kỳ cao. Cây to vây quanh nện cả buổi cũng chỉ nện ra vài lõm nhỏ. Nếu đổi lại là xe bình thường thì đã bị nện bẹp từ lâu rồi. Các người ngồi cho vững, tôi sắp tăng tốc lao ra ngoài. Hoa Quốc Đống hồi hồn lại từ cơn chấn động, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Định lái xe ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi lại nói. Anh ta đạp ga, xuyên qua khe hở, vọt ra ngoài. Ha ha, Hoa Quốc Đống vui mừng cười to. Anh ta vốn tưởng rằng đã chạy thoát khỏi nguy hiểm rồi, nào ngờ cây to đã bị bỏ xa một khoảng cách lại đột nhiên kéo dài thân cây ra vài dặm, giống như là dây mây cuốn hết cả chiếc xe lên. Khoảnh khắc xe rời xa mặt đất, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, dù có đạp ga nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay sau đó, chiếc xe bị cuốn cao lên, rồi bị quăng xuống mặt đất. Không ổn rồi, Ân Hồng Trang thấy vậy thì đá văng cửa xe ra, lớn tiếng nói, mau nhảy ra khỏi xe. Lúc chiếc xe sắp rơi xuống mặt đất, Ân Hồng Trang cõng ông cụ, kéo Hoa Quốc Đống, nhảy xuống xe. Ầm, một tiếng vang lớn nổ ra giống như là tiếng sét đánh xuống mặt đất. Ngay sau đó, chiếc xe bị quăng nổ mạnh, lửa cháy hừng hực. Hoa Quốc Đống ngã xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu lúc nấy còn ở trên xe thì không chết cũng sẽ bị bỏng. Các người đi mau đi. Lúc này, ông cụ trở nên yếu ớt hơn nữa sau cơn va chạm. Chúng nó nhắm vào tôi. Buông tôi ra, đi nhanh đi. Nhớ kỹ lời nói của tôi. Nhất định phải bắt tên quốc sư giả kia. Tất cả đều do nó làm. Ân Hồng Trang không muốn từ bỏ ông cụ. Sau khi rơi xuống đất, cô ta rút đao ra định tiếp tục chiến đấu. Lúc này, cô ta chợt thấy chiếc xe bị cháy. Đồng thời cháy lan sang thân cây. Mấy cái cây đó tất nhiên là sợ lửa cháy, đứng tại chỗ dập lửa, thậm chí vì dập lửa mà không tiếc tự bẻ gãy mấy cành khô. Sợ lửa, Ân Hồng Trang nhận ra điểm này thì cầm đao chém mạnh xuống mặt đất, lưỡi đao lập tức bắn ra tia lửa tung tóe khắp nơi. Ân Hồng Trang tụ khí lên trên lưỡi đao, tia lửa bùng lên thành ngọn lửa hừng hực. Sau đó, Ân Hồng Trang chém mạnh một đao, một luồng sóng nhiệt tràn ra, ánh lửa tận trời. Mở ra một con đường lửa cháy. Quả nhiên, cây to hai bên đường sôi nổi né tránh, không dám đi lên. Đi thôi. Ân Hồng Trang lợi dụng ngọn lửa mở đường, dẫn ông cụ và Hoa Quốc Đống nhanh chóng thoát khỏi hiện trường bị cây to bao vây. Ha ha, Ân Phó Quan, cô lợi hại quá đi. Hoa Quốc Đống thành công chạy thoát, liên tục khen ngợi. Nếu tôi được sống thì tôi nhất định sẽ giúp cô tăng chức. Ông cụ hoan hô. Hoa Quốc Đống nói thêm. Vậy thì đề bạt Ân Phó Quan làm chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, để Kim Lũ Y làm phó thủ cho cô. Hai người kẻ sướng người họa tâng bốc khiến cho Ân Hồng Trang cảm thấy bực bội. Bởi vì hiện giờ còn chưa đến lúc vui mừng,
bọn họ vẫn còn đang ở trong cảnh nguy hiểm. Đừng vui mừng quá sớm. Ân Hồng Trang vừa mới mở miệng thì dòng sông bên cạnh đột nhiên bản ra một cột nước tưới tắt ngọn lửa trên đao, đao thuận thế trầm xuống, giống như là bị nhiễm tử khí. Sau đó, từ hai bên sông đào bảo vệ thành, liên tục có xác chết trôi cả người xanh tím, mặt mày biến dạng bò ra. Má ơi, có quỷ, Hoa Quốc Đống sợ tới mức chạy trốn ra sau lưng Ân Hồng Trang. Ân Hồng Trang không hề sợ hãi, vung bội đao dong tay lên, chém giết một đường, hiện trường hỗn loạn, máu thịt bay tứ tung. Tuy rằng Ân Hồng Trang cực kỳ dũng mãnh, nhưng mà hai bên liên tục có quái vật qua lại, cơ bản là giết không xong. Khoảng 15 phút sau, Ân Hồng Trang đã chém giết tới mức hổ khẩu tê dại, sức lực cạn kiệt. Nhìn từ xa lại, ba người bọn họ bị bao vây kín mít. Xong rồi, làm sao bây giờ, sắc mặt Hoa Quốc Đống trắng bệch, nếu sư phụ có ở đây thì tốt rồi. Các người hãy bỏ tôi lại rồi tìm cách chạy đi. Ông cụ không muốn trở thành gánh nặng. Lên tiếng lần nữa. Lúc này, Ân Hồng Trang vẫn còn giữ được bình tĩnh, cổ vũ hai người, kiên trì thêm chút nữa đi, đừng từ bỏ. Phải tin tưởng triều đình, đội cứu viện sắp tới rồi. Rốt cuộc thì từ khi chuyện xảy ra cho đến bây giờ cũng đã sắp một tiếng rồi. Ân Hồng Trang không tin một đêm sáng như ban ngày thế này mà bên triều đình lại không có chút phản ứng nào. Đúng vậy, tôi đã báo với Phủ Thuận Thiên rồi, cha tôi chắc chắn sẽ phái người đi giúp tôi. Hoa Quốc Đống lập tức bình tĩnh trở lại. Ân Hồng Trang cố sức mà nắm bội đao trong tay, định chiến đấu đến khi thật sự không thể chiến đấu được nữa. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Một con rồng lửa xỏ xuyên qua trước mắt ba người. Ngay sau đó là một đòn sấm sét nổ vang. Tất cả như những đóa hoa nở rộ xung quanh ba người, đẩy lùi hết đám quái vật bao vây xung quanh bọn họ. Viện quân tới rồi, Ân Hồng Trang vui mừng. Cuối con đường có một đám người đồ chẳng đi tới. Nơi bọn họ đi qua, tất cả yêu tà đều bỏ chạy. Bọn họ giống như ánh sáng đi trong thành thị, xua tan hết mọi tà ác và bóng tối. Wow, ngầu quá đi, bộ nào vậy? Hoa Quốc Đống vừa mừng vừa sợ, đồng thời có chút khó hiểu. Anh ta thầm nghĩ trong Yến Kinh có một đội ngũ đặc biệt như vậy từ lúc nào thế? Chẳng lẽ là tổ chức dân gian? Hoa Nha Nội, Ân Phó Quan, khiến hai người sợ hãi rồi. Lúc đám người tới gần, ông cụ cầm đầu chủ động chào hỏi bọn họ. Ông là, Hoa Quốc Đống nhìn kỹ ông cụ, ngạc nhiên hỏi, ông chính là giám chính Khâm Thiên giám cơ mà. Sao ông lại? Không chỉ có Hoa Quốc Đống, Ân Hồng Trang đứng bên cạnh cũng rất sốc. Không ngờ đám văn nhân yếu ớt trong Khâm Thiên giám lại có một phương diện lợi hại như vậy. Bọn họ vừa ra tay là có thể đánh gục một đám quái vật mà ngay cả mình cũng khó đánh được. Thật sự là rất khó tin. Ông Tư Đồ, không ngờ nha, ông giấu kỹ dữ nha. Hoa Quốc Đống khen ngợi. Ha ha, Nha Nội quá khen rồi, tôi. Tư Đồ Nhật Thăng cười ha ha, còn chưa nói xong thì. Cẩn thận, Ân Hồng Trang giật nảy mình, lập tức chạy ra che phía sau Tư Đồ Nhật Thăng. Tư Đồ Nhật Thăng vội vàng quay đầu lại, phát hiện một con quái vật đầu sói mình người đang đánh về phía mình. Khuê Mộc Lang. Ha ha. Tư Đồ Nhật Thăng bình tĩnh mà nở nụ cười. Khác với Ân Hồng Trang như thấy kẻ địch mạnh ở bên cạnh, Tư Đồ Nhật Thăng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ân Phó Qua, cứ để tôi đối phó với con nghiệt xúc. Kia đi. Tư Đồ Nhật Thăng vừa nói chuyện vừa vung quyền lên đánh. Bịch. Từng quyền va chạm, giống như sao hỏa đâm địa cầu, làn sóng lực lượng khủng bố tràn ra càn quét mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc, ống tay áo Tư Đồ Nhật Thăng vỡ vụn, để lộ ra cánh tay ngăm đen. Mơ hồ có hoa văn màu đỏ sâm đang lượn lờ giống như nước chảy. Bịch. Tư Đồ Nhật Thăng tụ sức lăn nữa, hoa văn màu đỏ trên cánh tay trở nên nổi bật hơn, giống như là được bổ sung năng lượng, một lưỡng lực lượng không bình thường xuyên qua cả cánh tay rồi bản ra ngoài. Trong chớp mắt, quyền kình kinh khủng lập tức đấm cho con quái vật đầu sói thân người tan thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. Tư Đồ Nhật Thăng rút tay lại, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Mày chịu nổi cánh tay kỳ lân độc thân 60 năm của tao không hả? Khuê Mộc Lang mạnh mẽ bị đấm vỡ nát giống như giết gà dọa khi, khiến cho đám quái vật xung quanh sôi nổi bỏ chạy lung tung giống như thủy triều xuống. Nguy hiểm trước mắt lập tức không còn. Ghê gớm thật nha, ông Tư Đồ. Hoa Quốc Đống của đêm nay được mở rộng tầm mắt, lúc nãy anh ta rơi vào bước đường cùng, chỉ hy vọng sư phụ mình có thể như thần binh trời giáng cứu mình. Kết quả người cứu mình lại là Tư Đồ Nhật Thăng tuổi già sức yếu, giám chính của Khâm Thiên giám.
Nhất là uy lực của một quyền lúc nãy, khủng bố đến mức có thể đánh đuổi cả đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh mình. Hoa Quốc Đống rất chấn động, thầm nghĩ, cho dù là sư phụ mình ở đây thì nhiều lắm cũng chỉ làm được như vậy thôi. Cảm ơn giám chính Tư Đồ. Ân Hồng Trang bước, lên cảm ơn. Ông chính là Tư Đồ Nhật Thăng hả? Lúc này, ông cụ hơi thở thoi thóp phía sau đột nhiên lên tiếng gọi. Ông là ai vậy? Ông quen biết tôi hả? Tư Đồ Nhật Thăng nghe hỏi tới mình thì sửng sốt. Ông ta không quen biết ông cụ trước mắt. Bản thân ông ta hàng năm du rú trong nhà, hoặc là ở lầu ngầm sao, rất ít người biết ông ta. Tôi chính là quốc sư. Ông cụ lên tiếng nhờ giúp đỡ, giám chính Tư Đồ. Không biết ông học bản lĩnh chém yêu từ ở đâu vậy? Ông có thể cứu tôi không? Cái gì? Quốc sư? Tư Đồ Nhật Thăng nghe vậy thì giật nảy mình, thầm nghĩ quốc sư đang yên đang lành sao lại đột nhiên biến thành dáng vẻ khốn khổ thế này? Chẳng lẽ là bị yêu tà làm hại? Thấy ông ta không hiểu ra sao, Ân Hồng Trang liền kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn. Lúc này, không chỉ có Tư Đồ Nhật Thăng bị sốc, mà ngay cả Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh cũng cực kỳ sốc. Lúc nãy ở trên xe, anh ta còn cho rằng ông cụ đang nói giỡn khi tự xưng mình là quốc sư. Không ngờ tất cả đều là sự thật. Tư Đồ Nhật Thăng hô lên, vậy là lão quốc sư và tên yêu nhân kia trao đổi thân thể với nhau hả? Đúng vậy, ông cụ thở dài, tôi không biết ông ta dùng yêu pháp gì nữa. Tôi mới vừa thức dậy sau một nhốt rồi. Quốc sư chịu khổ rồi. Tư Đồ Nhật Thăng nắm tay ông cụ, ông ta từng có vài lần gặp mặt quốc sư. Cũng khâm phục cách sống của quốc sư. Không ngờ một vị quốc sư vì nước vì dân, công bằng công chính lại gặp phải một kiếp nạn như vậy, thật sự là khiến người ta đau lòng. Quốc sư yên tâm đi, Tư Đồ Nhật Thăng vỗ ngực đảm bảo, tôi nhất định sẽ thay ông giết tên yêu nhân kia để báo thù cho ông. Ông cụ lắc đầu, chuyện báo thù có thể từ từ cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi giám chính Tư Đồ là ông có cách nào để tôi và tên yêu nhân kia đổi thân thể lại không? Nếu không chờ lát nữa ông giết yêu nhân, thì vẫn là giết thân thể của tôi. Nghe vậy, Tư Đồ Nhật Thăng nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói, sư phụ tôi chỉ truyền phương pháp chém yêu cho tôi. Vậy nên tôi chỉ luyện được một bộ cánh tay kỳ lân có tác dụng khắc chế yêu tà thôi. Còn cái tà pháp mà quốc sư đang bị, tôi thật sự không biết phải phá giải thế nào. Bởi vì sư phụ tôi cũng chưa từng thấy. Tư Đồ Nhật Thăng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến yêu pháp trao đổi thân thể. Ai ra? Ông cụ thở dài, hy vọng xa vời vừa mới dâng lên lập tức vụt tắt. Nếu Sở Trần Yêu vẫn còn thì chắc chắn sẽ có cách. Tư Đồ Nhật Thăng cũng thở dài, tôi nghe sư phụ tôi nói Sở Trần Yêu là một nơi tụ tập đám kỳ nhân dị sĩ, chuyện gì cũng có thể làm được. Có Sở Trần Yêu bảo vệ đại hạ, đám yêu ma quỷ quái kia không dám lỗ mãng chút nào. Chỉ là sau này, nước Hạ hưng thịnh, yêu tà tứ phương biến mất, Sở Trần Yêu từng cực kỳ nổi bật cũng dần xuống dốc sau nhiều năm không có yêu tà. Hoa Quốc Đống an ủi, lão quốc sư đừng lo lắng, đợi lát nữa hỏi sư phụ tôi, có lẽ sư phụ tôi sẽ có cách. Tôi nói cho ông biết nha, sư phụ tôi ghê gớm lắm, không có chuyện gì là sư phụ tôi không biết. Nghe vậy, ông cụ không coi là thật, rốt cuộc thì trên đời làm gì có người hoàn mỹ như thế. Sau đó, lão quốc sư chắp tay cảm ơn Tư Đồ Nhật Thăng, nếu vậy thì để tôi tự mình tìm cách, cảm ơn giám chính Tư Đồ lúc nãy đã ra tay cứu tôi. Quốc sư giữ gìn sức khỏe. Tư Đồ Nhật Thăng cũng ôm quyền nói, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, xin lỗi không tiếp ông được. Sau đó, Tư Đồ Nhật Thăng gọi hai người đưa đám người Hoa Quốc Đống bình yên về tới Phủ Thuận Thiên, còn bản thân ông ta thì tiếp tục dẫn đội đi tới chiến trường chính. Nhìn từ xa lại, những nơi đang có yêu tình tụ tập, lại tụ tập thêm nhiều yêu tình hơn nữa, cả thành phố đều đang trong cơn nguy hiểm, ông ta cần phải nhanh chóng đi xử lý đám yêu tinh mới được. Trong nhất thời, Tư Đồ Nhật Thăng nhiệt huyết dâng trào. Cảm giác sứ mệnh đột nhiên nảy sinh. Cơ hội kiến công lập nghiệp đang ở ngay trước mắt. Trách nhiệm cứu vớt đại hạ đang dừng trên người chúng ta. Chúng ta chính là những kẻ không sợ đi ngược, chiều dũng cảm nhất đêm nay. Mọi người xông lên đi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm đang bị một đám yêu ma bao vây, dường như trước mắt không phải là đại hạ thịnh thế mà là thế giới Liêu Trai, người và yêu ma quỷ quái cùng tồn tại, Yến Kinh đã trở thành thiên đường của đám yêu vật kia. Xem ra vị sư phụ thứ 107 của mình. Nói đúng rồi. Thế giới này vẫn có yêu vật thèm thuồng đại hạ. Đến đêm nay, chúng nó bắt đầu ngoi lên. Kể từ khi đại hạ lập quốc, luật pháp thành hình, trăm năm không yêu, Sở Trấn Yêu đã từng cực kỳ nổi bật cũng dần đóng cửa. Vị sư phụ thứ 107 của Diệp Lâm chính là sở trưởng cuối cùng của Sở Trấn Yêu,
từng lấy thân nuôi yêu để chém giết yêu tà. Nhưng cũng chính vì như vậy, ông trở thành quái vật nửa người nửa yêu, bị nhốt trong ngục giam số 0. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Một ngôi sao chổi lớn như mặt trời treo trên không trung. Nó và mặt trăng đứng cạnh nhau, chiếu sáng lẫn nhau. Mặt trăng khiến cho mặt đất sáng như ban ngày. Còn ngôi sao chổi kia thì đang quay về phía Diệp Lâm, vậy nên từng đợt yêu vật liên tục sống lại đổ xô về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm biết là cần phải gỡ bỏ ngôi sao chổi đang treo trên đầu đi mới được, nếu không là không thể nào giết sạch yêu ma được. Có điều, chỉ dựa vào sức người thì làm sao có thể động đến sao chổi trên bầu trời được cơ chứ? Lúc Diệp Lâm đang suy nghĩ, phía đối diện có rất nhiều quái vật vạm vỡ mình người đầu thú cực kỳ uy phong lao về phía Diệp Lâm. Quốc sư ra lệnh giết chết anh ta. Lúc này, Hùng Sơn Quân vung tay lên, tiếng nói vang dội, chấn động toàn trường. Ngay sau đó, đám quái vật đang ở xung quanh lập tức đáp lại, giết, 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 tiếng hét rung trời. Nếu là người bình thường thấy cảnh này thì cho là đã bị dọa vỡ gan luôn rồi. Giờ phút này, Từ Đồ Nhật Thăng đã dẫn người chạy đến gần Diệp Lâm. Nghe tiếng hét vang dội của đám yêu tà, ông ta không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Không ổn rồi. Từ Đồ Nhật Thăng nhíu mày, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi là đã giật nảy mình rồi. Bởi vì trận thế trước mắt vượt xa dự đoán của ông ta, thậm chí còn khủng bố hơn trong tưởng tượng của ông ta nữa. Đám yêu tà trước mắt đã có quy mô ban đầu, giống như là đại quân rải rác khắp núi đồ, chỗ nào cũng có yêu tà. Hơn nữa, khi ngôi sao chổi càng lúc càng sáng, phạm vi chiếu sáng càng lúc càng rộng, các loại yêu ma quanh vùng Yến Kinh bắt đầu sống lại, đổ xô hết vẽ phía bên này. Giám chính đại nhân, có người đứng trên cao nhìn ra xa, lập tức báo tin, nơi sao chổi chiếu sáng có một người trẻ tuổi. Đám yêu ma quỷ quái khắp núi đồi dường như đang lao về phía cậu ta. Cái gì? Từ Đồ Nhật Thăng giật mình, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia là ai vậy, sao lại lọt vào mắt đám yêu vật vậy? Phải biết rằng ngay cả quốc sư mới chạy trốn ban nãy cũng không có đãi ngộ như vậy. Vì để đối phó với người trẻ tuổi kia, đám yêu tà bất chấp tất cả mà mở ra đêm trắng, tấn công tập thể. Chúng ta có cần xông lên nghĩ cách cứu cậu ta hay không? Đám người Khâm Thiên Giám sôi nổi nhìn về phía giám chính, chờ đợi ông ta ra lệnh. Em, Từ Đồ Nhật Thăng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, nếu chúng ta cứ tùy tiện xông vào bên trong thì sẽ dễ dàng rơi vào thế đóng cửa đánh chó, chẳng làm nên chuyện gì cả. Hơn nữa, chúng ta đều không biết thân phận lai lịch của cậu ta, vậy nên không thể dễ dàng để mình rơi vào cảnh nguy hiểm, lỡ như tất cả chỉ là cái bẫy thì sao? Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, vậy là không cứu hả? Đương nhiên là phải cứu. Từ Đồ Nhật Thăng lên kế hoạch, chúng ta có thể dùng chiêu dương đông kích tây. Chúng ta giả vờ đánh từ một hướng khác, thu hút sự chú ý của đám yêu vật, còn lại thì phải dựa vào bản thân của cậu ta rồi. Nếu cậu ta có cách thì có thể tự mình chạy thoát. Còn nếu cậu ta không thể chạy thoát, chúng ta vốn dĩ không đủ người, không thể vì cậu ta mà không màng đại cục được. So với cứu một người, Từ Đồ Nhật Thăng cần phải coi trọng đại cục, đi cứu toàn bộ Yến Kinh. Được rồi, mọi người xông lên, Từ Đồ Nhật Thăng lựa chọn một hướng cách xa Diệp Lâm, dẫn người đột kích. Cùng lúc đó, Hùng Sơn Quân đấm ngực rít gào ra lệnh, yêu vật khắp núi đồi bắt đầu tấn công dữ dội về phía Diệp Lâm. Đối mặt với một đám yêu vật bao vây, Diệp Lâm lại cực kỳ bình tĩnh. Đợi khi yêu tà đến gần mình, Diệp Lâm mới từ từ ném một vật lên trên không trung. Ngay sau đó, cái vật lớn cỡ nắm tay kia đột nhiên to ra, kéo dài đến chân trời, trấn áp tứ phương. Vật ấy chính là Thiên Lộc Bảo Tháp mà vị sư phụ thứ 107 của Diệp Lâm tặng cho Diệp Lâm. Dập tắt rồi. Yêu tỉnh đã bị dập tắt rồi. Nói chính xác thì yêu tỉnh đã hoàn toàn biến mất. Một sinh vật to lớn như rồng như phượng, nhào lộn giữa không trung, giống như thiên cầu ăn mặt trăng, vậy mà nuốt chửng yêu tỉnh chỉ trong miếng, uy hiếp từ phía. Lúc này, thế giới bên ngoài dường như đã bị tắt hết đèn, mọi thứ đều tối đen như mực. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao trời lại tối nữa vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, mọi người trong Khâm Thiên Giám vừa xông vào được một nửa, vẫn chưa tiếp xúc được với đám yêu quái, kết quả là bị sự thay đổi to lớn này của thế giới bên ngoài làm cho sợ hãi và dừng bước. Trời đang sáng lại đến tối, dường như chỉ trong chớp mắt. Bọn họ không biết đây là loại biến cố gì, hành động trở nên do dự, không dám tới gần. Yêu tinh, là không thấy yêu tỉnh nữa rồi. Từ Đồ Nhật Thăng ngẩng đầu nhìn lên, cũng đột nhiên bị sốc.
Đặc biệt là trên bầu trời, sinh vật vô danh giống như rồng như phượng đó khiến mọi người trong thiên khâm dám khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên là làm tưởng rằng lại có một con đại yêu khác hạ thế. Nhưng sau khi Tư Đồ Nhật Thăng nhìn rõ, ông ta lại kinh ngạc kêu lên, đó là Thiên Lộc Bảo Tháp, từng là một trong ba báu vật lớn nhất của Sở Trấn Yêu, Thiên Lộc Bảo Tháp, lại thực sự xuất hiện. Tư Đồ Nhật Thăng lộ ra ánh mắt và vẻ mặt không thể tin được, Sở Trấn Yêu đã không còn tồn tại, là thần thánh phương nào lại có thể sử dụng bảo vật này. Phải biết, muốn kiểm soát Thiên Lộc Bảo Tháp, phải có Kỳ Lân Hồn. Và Kỳ Lân Hồn này lại là một bảo bối khác của Sở Trấn Yêu, đồng thời cũng là bí mật thất truyền. Nó chỉ nắm trong tay những người đứng đầu Sở Trấn Yêu ở các triều đại trước. Giống như Tư Đồ Nhật Thăng, ông ta từng là thành viên của Sở Trấn Yêu, tu luyện đến nay đã hơn 60 năm, chẳng qua cũng chỉ có thể luyện ra được một cánh tay Kỳ Lân. Kỳ Lân Hồn là một sự tồn tại mà ông ta thậm chí không dám nghĩ đến. Giám chính đại nhân, mau xem trên trời có một con đại yêu đang bay. Hình như vừa rồi chính là nó, nuốt chửng yêu tinh trong một miếng. Sinh vật vô danh này có đầu và đuôi giống rồng, thân giống hổ và báo, màu sắc vừa vàng vừa ngọc, trên đầu có một chiếc sừng, hai cánh trên vai và sáu chân. Khí thế uy vũ, khuôn mặt hung dữ. Đây lại là yêu nghiệt phương nào? Mọi người trong khâm thiên giám nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Đó không phải là yêu nghiệt gì, Tư Đồ Nhật Thăng lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đây chính là con thú tốt lành đã từng trấn thú đại hạ chúng ta Tỷ Hưu. Cái gì? Tỷ Hưu? Mọi người nghe xong đều vô cùng chấn động. Thần thú trong truyền thuyết Tỷ Hưu. Đương nhiên, đó không phải là thần thú Tỷ Hưu thật sự, mà là một tia linh hồn Tỷ Hưu ngưng tụ trong Thiên Lộc Bảo Tháp. Nhưng, chỉ dựa vào thần hồn này, cũng đủ dọa tất cả quái vật trên thế gian này sợ hãi. Trừ phi thật sự có đại yêu nào hạ thế, bằng không đều có thể dễ dàng trấn áp. Sở Trấn Yêu cũng dựa vào tòa Thiên Lộc Bảo, tháp này và linh hồn Tỷ Hưu được cất giữ trong đó để bảo vệ đại hạ khỏi yêu tà trong hàng trăm năm. Lúc này, cùng với sự dập tắt của yêu tình, khắp các vùng núi và đồng bằng, đã hình thành các nhóm yêu quái, hầu hết chúng đã mất đi yêu lực, biến trở lại thành thảm thực vật, cây cối, đá, chim, thú, rồi phân tán với một tiếng gầm. Ngay cả những yêu tà tu luyện đắc đạo, ví dụ như quái vật Hùng Sơn Quân, cũng đột nhiên mất đi sức mạnh của yêu tinh thăng cấp, khôi phục mức độ bình thường cấp độ bị một kiếm của Diệp Lâm giết chết. Mà trong trang viên cách đó không xa, quốc sư giả nhìn linh hồn Tỷ Hưu bay lên không dung, cũng rơi vào hoảng loạn tột độ. Đây là nỗi sợ hãi bẩm sinh khi gặp phải thiên địch. Tư thần khách vừa mới ló ra, cũng sùi bợt mép và ngã xuống đất. Thật không ngờ, Yến Kinh Đại Hạ lại ẩn giấu cao nhân như vậy. Ta làm quốc sư nhiều năm như vậy. Tưởng rằng mình biết mọi chuyện trong thành, nhưng vẫn phạm. Sai lầm. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Những con quái vật xung quanh sợ hãi đến mức, ngã xuống đất và run rẩy khi nhìn thấy quốc sư như vậy. Quốc sư đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ chạy trốn có còn kịp không? Chạy trốn. Ánh mắt quốc sư giả lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Làm sao ông ta có thể dễ dàng buông bỏ tất cả những gì ông ta đã kìm nén bao nhiêu năm, không dễ dàng gì có thể kiểm soát như vậy. Huống chỉ thân phận của ông ta còn chưa hoàn toàn bại lộ, vậy tại sao ông ta phải chạy trốn? Ban sư, về chiều. Quốc sư giả đã có một quyết định táo bạo. Nơi nguy hiểm nhất bây giờ chính là nơi an toàn nhất. Ta còn chưa bại lộ, ta muốn quay về tiếp tục làm quốc sư của ta, ai có thể làm gì được tai? Đợi ta trở về. Sẽ từ từ nghĩ cách, có thể loại bỏ hoàn toàn tên tiểu tử họ Diệp này. Quốc sư giả nhìn lên trời, nghĩ thầm. Cho dù có Thiên Lộc Bảo Tháp thì cũng làm sao? Ta là quốc sư uy nghiêm, sao dám giết ta ngay tại chỗ? Đúng lúc đám người quốc sư giả đang chuẩn bị mạo hiểm lên vào thành. Ở bên kia, đám yêu tà đang vây hãm Diệp Lâm đang bỏ chạy như thủy triều. Muốn chạy sao? Diệp Lâm xua tay, kích hoạt năng lực của Kỳ Lân Hồn trong cơ thể. Linh hồn Tỷ Hưu trên bầu trời dường như được kết nối với linh hồn của Diệp Lâm và hành động hoàn toàn theo ý muốn của hắn. Phù! Linh hồn Tỷ Hưu lại một lần nữa há miệng đầy máu. Trong nháy mắt, cát đá bay tứ tung, trời đất biến sắc. Những linh hồn tà ác rải rác trên mặt đất lại bị kéo lại một cách không kiểm soát. Ngay lập tức, hàng chục ngàn yêu tà đã bị Tỷ Hưu nuốt chửng chỉ trong một miếng. Một miếng nuốt chửng yêu tinh, một miếng nuốt chửng hàng vạn yêu ma.
Khoảnh khắc linh hồn tỷ hưu xuất hiện trên thế giới, nó mạnh khắp mọi phương, áp đảo vạn vật. Thật lợi hại. Ngay cả Diệp Lâm cũng phải kinh ngạc. Phải biết, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, cho dù Diệp Lâm có tự tay giết chết chúng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà bảo vật mà sư phụ thứ 107 trao cho hẳn đã giải quyết mọi chuyện trong nháy mắt, hiệu quả nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Món đồ tốt. Mọi người trong thiên khâm giám hoàn toàn chết lặng sau khi chứng kiến tất cả những điều này. Vậy là kết thúc rồi. Trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, không khỏi có chút thất vọng. Phải biết, họ đến với tâm lý như một vị cứu tỉnh, sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn. Kết quả là không ngờ hành động sớm nhưng lại không có kết quả gì. Vừa rồi trên đường đi, ngoại trừ giết chết mấy thụ tinh cùng thủy quái, bọn họ cũng không còn đất dụng võ nữa. Chàng trai trẻ này là ai vậy? Rốt cục là thần thánh phương nào? Có quan hệ gì với Sở Trần Yêu? Từ đồ Nhật Thăng nhìn Diệp Lâm, người vừa bị quái vật bao vây, và vốn muốn giúp hắn. Kết quả là không bao giờ ngờ rằng mọi thứ sẽ bị đảo lộn chỉ bằng một cú bấm ngón tay. Tiêu diệt tất cả hàng chục ngàn yêu ma quỷ quái trước mắt. Căn bản không cần nhóm người bọn họ ra tay. Lúc này, Diệp Lâm nút hai tay vào túi quần, không biết cái gì gọi là đối thủ. Cộp, cộp, cộp. Diệp Lâm từng bước một tiến về phía trước. Tại hiện trường, vẫn còn Hùng Sơn Quân còn sống. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hùng Sơn Quân sợ tới mức run rẩy, nhìn thấy Diệp Lâm đi về phía mình, hân vội vàng quỳ lại cầu xin tha mạng. Các người rốt cục nhận được chỉ thị của ai? Diệp Lâm để lại một người còn sống, chuẩn bị moi tin tức từ miệng hắn. Dù sao, mọi chuyện xảy ra tối nay quá kỳ quái, có thể triệu hồi ra hàng vạn yêu ma thì sao có thể là người thường được. Rõ ràng có một thế lực phi thường ở phía sau, âm thầm hành động trong bóng tối. Nếu thủ phạm thực sự đằng sau và kẻ khởi xướng tất cả những chuyện này không bị vạch trần, toàn bộ thành Yến Kinh sẽ giống như ngõi trên một đống thuốc súng, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tiểu nhân là người của quốc sư, tiểu nhân trước đây cũng là người, không phải quái vật. Ngay sau đó, Hùng Sơn Quân liền kể lại tất cả những gì mình biết cho Diệp Lâm. Hóa ra Hùng Sơn Quân cũng từng là một cảnh vệ của phủ quốc sư. Sau này, sau khi quốc sư giả chiếm được thi thể thành công, ông ta đã bắt thuộc hạ để làm thí nghiệm, chuyển yêu khí vào cơ thể con người. Thân thể con người bị yêu linh ăn mòn, trở thành quái vật nửa người nửa thú, thực lực đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nói vậy thì trong phủ quốc sư chỗ nào cũng là yêu quái bị cải tạo à? Diệp Lâm cũng bị sốc khi nghe điều này. Nhiều yêu tà tụ lại với nhau như vậy, vốn phải đầy yêu khí mới đúng, tại sao lâu như vậy vẫn không bị phát hiện? Diệp Lâm rất nghi hoặc về điều này. Đến bản thân anh cũng bị che mắt. Đó là bởi vì, dùng khí tức của con người để áp chế. Hùng Sơn Quân tiếp tục giải thích, vì bây giờ chúng tôi là nửa người nửa yêu, cho nên cần tỉnh khí của nửa người để áp chế yêu khí trong cơ thể. Gần đây, thường xuyên xuất hiện các vụ án xác ướp, đó là vì một số người trong chúng tôi đã bất tỉnh do yêu khí bùng phát trong cơ thể. Chỉ có hấp thụ tỉnh khí của người sống, mới có thể hồi phục được sự tỉnh táo và bình thường. Nghe xong, Diệp Lâm chợt nhận ra thì ra đây chính là nguyên nhân xảy ra các vụ án xác ướp trong khoảng thời gian này. Nhưng câu hỏi lại được đặt ra là bằng nếu quốc sư giả đã tồn tại từ nhiều năm nay, tại sao điều này chưa từng xảy ra trước đây? Trước đây các người làm sao áp chế yêu khí trong cơ thể? Diệp Lâm tò mò hỏi, tại sao lại bùng phát tập trung trong khoảng thời gian này? Chính là bởi vì cái này. Hùng Sơn Quân từ trong ngực lấy ra một hạt trong suốt như pha lê, nghe nói vật này là do một cao thủ luyện chế vũ khí nào đó ở phương Nam chế tạo ra, bên trong chứa đựng chân khí mạnh mẽ, có thể áp chế yêu khí trong cơ thể, hạt này có thể dùng một năm. Nhưng gần thật không may, những hạt này gần đây đã hết hàng nên mới. Diệp Lâm nghe được lời này liền tầm ngâm suy nghĩ. Đây không phải là Định Hải Châu sao? Nói rồi, Diệp Lâm cũng lấy ra một hạt giống y hệt. Anh, sao anh lại có được thứ này? Hùng Sơn Quân nhìn thấy cũng kinh ngạc. Lẽ nào người đã cắt đứt lô hàng lúc trước? Là anh? Diệp Lâm đột nhiên ý thức được, lô Định Hải Châu trên chợ đen là để giao dịch cho phủ quốc sư. Chẳng trách ông chủ chợ đen lúc đó đã khóc lóc cầu xin đừng động đến lô hàng đó, nói là chuẩn bị cho một nhân vật lớn. Sau khi sâu chuỗi các vấn đề này với nhau, Diệp Lâm không khỏi bật cười, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy. Nếu mình không động vào lô Định Hải Châu đó, có lẽ những nạn nhân gần đây cũng sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên,
Đao dài không bằng đao ngắn cũng chính vì động vào Lô Định Hải Châu đó mà vấn đề của Phủ Quốc Sư mới lộ ra. Diệp Lâm lại nghĩ tới, đương nhiên, việc lớn như vậy phát hiện càng sớm càng tốt. Bằng không, nếu đợi quốc sư giả làm lớn hơn, tổn hại sẽ càng kinh khủng hơn, e là sẽ có nhiều người mất mạng hơn. Vậy quốc sư giả có lai lịch như nào? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Hùng Sơn Quân lắc đầu, tôi chỉ là cảnh vệ, thân phận và lai lịch của chủ nhân vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng vô cùng lợi hại. Bây giờ quốc sư giả đang ở đâu? Diệp Lâm lại hỏi. Ở trong một biệt thự ở ngoại ô, Hùng Sơn Quân nói, khi đội cảnh vệ Yến Kinh kiểm tra đột xuất phủ quốc sư đại nhân đã dẫn người đến ẩn náu trong biệt thự ở ngoại ô. Bởi vì trong phủ quốc sư ngày càng có nhiều người bị hiện hình và mất đi lý trí nên có chút không thể kiểm soát được. Đưa tôi đi gặp ông ta. Cuối cùng Diệp Lâm ra lệnh. Vâng, Hùng Sơn Quân lập tức dẫn đường. Một lúc sau, cả hai đến một biệt thự sang trọng ở ngoại ô, cũng là một trong những nơi mà quốc sư giả đang ẩn náu. Nhưng lúc này biệt thự đã trống rỗng. Đừng nói đến con người, thậm chí cả bóng quỷ cũng không có. Quốc sư bọn họ, chắc là đã rời đi rồi. Hùng Sơn Quân vốn vẫn lo lắng mình là người dẫn đường, nhìn thấy quốc sư sẽ phải giải thích thế nào. Nhìn thấy nơi này không một bóng người, Hùng Sơn Quân mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy may mắn. Đúng lúc này, Diệp Lâm nhận được điện thoại của Hoa Quốc Đống. Diệp Lâm nghe điện thoại, vốn muốn hỏi anh ta tình hình bên đó thế nào. Kết quả còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Hoa Quốc Đống lo lắng nói, sư phụ, việc lớn không ổn rồi. Quốc sư đột nhiên triệu tập ba bộ trong đêm để vu cáo anh nuôi yêu quái và liên quan đến vụ án xác ướp gần đây. Hiện tại ba bộ bộ tư pháp, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát cũng triệu tập anh trong đêm để tiến hành hội thẩm với anh. Sư phụ, anh sớm chuẩn bị tinh thần đi. Diệp Lâm nghe được lời này, không khỏi có chút giật mình. Không ngờ quốc sư giả này lại quay lại tố cáo chính mình trước. Nhưng không thể không nói, quốc sư giả ra tay trước, chiêu này thực sự rất thông minh. Dù sao ông ta cũng biết, sau khi Diệp Lâm trở về sẽ không buông tha cho ông ta, thậm chí sẽ tiết lộ hết mọi chuyện. Nếu đã như vậy, ông ta ra tay trước, đổ tội lên người đối phương, làm xáo trộn đúng sai, phản kích đối phương. Đương nhiên, đây cũng là nỗ lực liều lĩnh của quốc sư giả. Nhưng trong lúc vội vàng, quốc sư giả lại không biết, trong tay Diệp Lâm còn nắm giữ chứng cứ quan trọng về ông ta. Thẩm Thường Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từng nhìn thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giả ở bên ngoài phủ quốc sư. Ông ta có thể làm chủ cho tôi, những chiêu trò trong phủ quốc sư. Tuy nhiên, Hoa Quốc Đống lại thở dài, Bộ trưởng Thẩm Đại Nhân, thật không may tối nay đã gặp tai nạn xe, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện và bất tỉnh. Cái gì? Diệp Lâm nghe xong thì liền bị sốc. Xem ra, đây lại là do quốc sư giả âm thầm phái người ra tay rồi. Hơn nữa những cảnh vệ tham gia lục soát phủ, quốc sư tối nay cũng chết vì độc dược lạ. Chỉ huy sứ Kim Lũ Y trở thành nghỉ phạm đầu tiên trong vụ án xác ướp và đã bị giam giữ bí mật. Hoa Quốc Đống thông báo cho Diệp Lâm tất cả những biến cố khác xảy ra tối nay. Nói cách khác, tất cả những người nhìn thấy Bộ trưởng Lục Bộ giả tối nay đều bị giết hoặc trở thành nghỉ phạm trong vụ án và bị bắt, gần như là một mẻ tóm gọn. Chẳng trách quốc sư giả lại dám đảo lộn đúng sai, vu cáo. Diệp Lâm liếc nhìn Hùng Sơn Quân bên cạnh và nghĩ, vậy thì chỉ có thể đưa người này về làm chứng. Nhưng đúng vào lúc này, Hùng Sơn Quân bỗng nhiên ôm lấy cổ mình, giống như bị ngạt thở, từng chút một ngã xuống. Miệng sùi bật mép, ông ta ngã xuống và chết. Cuối cùng, từ hình dạng nửa người nửa yêu ban đầu, ông ta trở lại hình dạng con người và trở thành một xác ướp. Diệp Lâm vội vàng kiểm tra, phát hiện trong bụng yêu quái này giấu một viên thuốc độc. Lúc này, thuốc độc trong cơ thể ông ta bộc phát, giết chết ông ta ngay lập tức. Cứ như vậy, người sống sót duy nhất mà Diệp Lâm để lại cũng đã bị diệt khẩu rồi. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi với Diệp Lâm. Sư phụ yên tâm, lúc này Hoa Quốc Đống mặc dù không biết tình hình bên phía Diệp Lâm, nhưng ở Phủ Thuận Thiên bọn họ lại có được chứng cứ mang tính mấu chốt. Quốc sư thật hiện đang ở trong Phủ Thuận Thiên chúng tôi. Ngay sau đó, Hoa Quốc Đống báo cho Diệp Lâm biết, trên đường đi anh ta đã gặp được Ân Hồng Trang, cứu được quốc sư thật. Có chứng cứ quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm cho tôi biết? Diệp Lâm tức giận nói. Tuy ông ta là quốc sư thật, nhưng, Hoa Quốc Đống lo lắng nói, ông ta và yêu nhân kia đã hoán đổi thân thể, hơn nữa thể chất cũng rất kém, cho dù ông ta có nói ra sự thật, e rằng cũng không có nhiều người tin.
việc này dễ xử lý. Diệp Lâm nói, đến lúc đó, tôi đổi hai người họ lại là được. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sư phụ, anh thật sự có thể hoán đổi thân thể của bọn họ trở lại với nhau sao? Cái này có gì khó khăn chứ? Đối với Diệp Lâm mà nói, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này Hoa Quốc Đống vội vàng quay người lại nói với quốc sư thật đang nằm trên giường bệnh, ông có nghe thấy không? Sư phụ tôi nói có thể giúp ông đối lại cơ thể. Tôi nói cho ông biết, không có gì mà sư phụ tôi không thể làm được. Nếu Diệp Lâm đã nói rõ có thể trao đổi cơ thể của bọn họ, thế là Hoa Quốc Đống đã hẹn với Diệp Lâm để vạch trần quốc sư giả ngay tại chỗ. Ở bên này, vừa kết thúc cuộc gọi với Hoa Quốc Đống, lại lập tức nhận được một cuộc gọi khác từ Bộ Tư pháp, yêu cầu anh phải trình diện ngay ở Tòa án Nhân dân tối cao để tiếp nhận điều tra chuyện xảy ra tối nay. Ở đầu bên kia của điện thoại, thậm chí còn cảnh báo Diệp Lâm đừng cố trốn thoát. Yên tâm đi, Diệp Lâm nói với bọn họ, đến lúc đó sẽ có người muốn chạy trốn, nhưng tuyệt đối không phải là tôi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lâm lập tức lên đường đến Tòa án Nhân dân tối cao. Chuẩn bị đi gặp tên quốc sư giả kia một lát, xem ông ta rốt cục là yêu nhân phương nào. Người anh em, tất cả những việc vừa rồi đều là anh làm sao? Trên đường Diệp Lâm trở về, lại gặp một nhóm người từ Thiên Khâm giám. Bọn họ ở lại hiện trường để điều tra, muốn xem còn có quái vật nào còn sót lại hay không. Kết quả phát hiện, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn lại một chút gì. Giám chính từ Đồ Nhật Thăng khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình đã chờ đợi vô ích suốt những năm qua. Trùng hợp thay, lúc này lại gặp Diệp Lâm đã rời đi rồi lại quay trở lại, Từ Đồ Nhật Thăng vội vàng bước tới bắt chuyện. Không tệ, Diệp Lâm gật đầu. Vừa rồi Diệp Lâm tự nhiên cũng chú ý tới những người này, chỉ là không biết bọn họ tới đây để làm gì. Các người là ai? Diệp Lâm vừa đi vừa tò mò hỏi. Từ Đồ Nhật Thăng cười ngượng ngùng, cũng không thể nói mình tới đây để hàng yêu chứ. Chúng tôi đến từ Khâm Thiên Giám. Diệp Lâm ồ một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Tôi muốn hỏi một chút, Từ Đồ Nhật Thăng vội vàng hỏi, người anh em, cậu với Sở Trần Yêu có quan hệ thế nào? Hả, ông còn biết Sở Trần Yêu? Diệp Lâm cũng có chút kinh ngạc. Tôi trước đây là thành viên Sở Trần Yêu, Từ Đồ Nhật Thăng tò mò thăm dò, không biết, người anh em là. Thấy ông ta cũng là người của mình, Diệp Lâm cũng không giấu giếm, tôi là truyền nhân của sở trưởng cuối cùng của Sở Trần Yêu. Cái gì, truyền nhân của sở trưởng đại nhân? Từ Đồ Nhật Thăng nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, cái. Cái này sao có thể như vậy được? Nếu sở trưởng đại nhân vẫn còn sống, chẳng phải đã trăm tuổi rồi sao? Cậu sao có thể là truyền nhân của ông ấy được? Tòa án Nhân dân tối cao, một trong ba cơ quan. Đồng thời cũng là cơ quan pháp lý cao nhất ở Đại Hạ. Hầu hết chỉ khi phúc thẩm các vụ án oan sai mới chuyển lên Tòa án Nhân dân tối cao để xét xử lại. Thông thường, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát đều có thể xử lý được. Một khi xảy ra vụ án lớn gây chấn động cả nước, ba cơ quan sẽ cùng nhau xét xử. Ví dụ như tối qua, đêm trắng đến thế gian, yêu nghiệt hoành hành. Sự việc lớn như vậy không chỉ gây nguy hại cho người dân mà còn gây chấn động chính quyền và dư luận. Nhà nước đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này. Vừa hay lúc này, quốc sư trở về, nhân cơ hội ngược tình thế, đảo lộn đúng sai, vu cáo Diệp Lâm. Vì vậy, khởi động hội thẩm ba cơ quan, ban hành lệnh ngay trong đêm, triệu tập Diệp Lâm để thẩm vấn. Lúc này, Diệp Lâm bước những bước ngạo mạn, toàn thân toát ra khí thế bất khuất, bước vào hội trường chính. Ngay cả cảnh vệ hai bên cũng bị khí thế bất khuất của Diệp Lâm chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cần phải biết, hội thẩm ba cơ quan từ trước đến nay, những kẻ phạm tội nghiêm trọng, dù có là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, xã hội đen ghê gớm đến đâu, đối mặt với đội hình như vậy, cũng sẽ sợ hãi đến mức tái mặt, đại tiểu tiện mất kiểm soát. Thậm chí thẩm vấn còn chưa bắt đầu thì đã tự khai ra tất cả rồi. Mà Diệp Lâm lúc này lại bình tĩnh như vậy, còn thong thả hơn cả đi dạo trong sân. Không giống một nghi phạm đang bị thẩm vấn mà giống như đang đi xem xét hiện trường. Trong hội trường chính, có chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ba vị quan chức cao này ngồi thành một hàng trên cao. Hai bên trái và phải là Lão Quốc Sư và Thống đốc Phủ Thuận Thiên. Xa hơn ở phía dưới còn có các quan chức khác ở ba cơ quan và cảnh vệ. Cảnh thẩm vấn quy mô này thực sự rất hiếm gặp. Nhìn thấy Diệp Lâm đi vào, Thống đốc Phủ Thuận Thiên Hoa Quân Dương, người quen biết Diệp Lâm, đứng dậy nói, người này chính là Diệp Lâm.
Nhất thời, mọi ánh mắt ở hiện trường đều tập trung vào Diệp Lâm. Nhưng ánh mắt Diệp Lâm lại tò mò nhìn về phía quốc sư giả ngồi dưới ba cơ quan. Thoạt nhìn, quốc sư giả giống như một ông lão bình thường, không có gì khác, thậm chí không có chút yêu khí nào trên người. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Lâm sử dụng sức mạnh của linh hồn kỹ lân trong cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được yêu khí tiềm ẩn trong người này đang dâng trào như sông biển, không thể so sánh với các loại yêu thông thường. Đúng lúc Diệp Lâm đang suy nghĩ có nên trực tiếp sử dụng linh hồn kỳ lân để cho quốc sư giả lộ nguyên hình hay không. Cộp, tiếng búa gỗ vang lên. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nghiêm khắc nói, Diệp Lâm, cậu có biết tội của mình không? Tội gì? Diệp Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Tối qua, đêm trắng giáng xuống thế gian, yêu nghiệt hoành hành. Là tôi đã chém chết yêu quái trong đêm, dẹp được sự hỗn loạn đó. Những người trong Khâm Thiên Giám đã chứng kiến hết thảy, có thể làm chứng cho tôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa nổ, ra tiếng bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cần phải biết, cảnh tượng khác thường đêm trắng giáng xuống tối qua đã biến mất rất nhanh. Mọi người đều không biết nguyên nhân, cũng không biết kết quả. Phiên hội thẩm hôm nay đang muốn điều tra rõ chuyện này. Nhưng nghe những lời của Diệp Lâm, dường như hết thảy đều là công lao của anh, kết thúc tất cả. Nói như vậy, người này không những không có tội mà còn có công. Hoa Quốc Đông đứng ở phía sau bố mình, vốn dĩ còn đang lo lắng cho Diệp Lâm toát mồ hôi. Nhưng sau khi nghe được những lời của Diệp Lâm, đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sự tự tin tăng lên gấp bội. Trong lòng nghĩ, thì ra sư phụ của mình đã ra tay để dẹp sự hỗn loạn đêm qua. Sư phụ của mình quả nhiên là lợi hại nhất. Cùng lúc đó, Diệp Lâm chú ý thấy, anh vừa nói ra những lời này, quả nhiên đúng là đã kích thích đến quốc sư giả. Mặc dù bề ngoài, quốc sư giả giả vờ bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe được những lời chính miệng Diệp Lâm nói, hàng vạn yêu nghiệt chết dưới tay hắn, vẫn không khỏi khiến ông ta căm hận. Giống như nỗi hận mất con vậy. Nếu không có nhiều người có mặt như vậy, ông ta hận không thể ăn tươi nuốt sống để xả sự căm hận trong lòng. Trong mắt quốc sư giả hiện lên một tia hận ý, ông ta chăm chú nhìn Diệp Lâm, nghĩ thầm, tên nhóc thối tha, nếu tối nay tao không giết chết và băm vẫm thân xác mày, cái ghế quốc sư này, sẽ nhường cho mày làm. Thật là vớ vấn. Lúc này, quốc sư giả đứng dậy hét lớn, tối qua những ác tà đó rõ ràng chính là do cậu dẫn đến. Hơn nữa cậu còn liên thủ với Kim Lũ Y đột nhập vào phủ của tôi và tàn sát. Kim Lũ Y bị bắt tại chỗ và bị đưa ra quy án. Sau khi cậu trốn thoát, đã dẫn vô số yêu ma quỷ quái đến, khiến khắp nơi hỗn loạn. Quốc sư giả đảo lộn đúng sai, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Diệp Lâm. Nhưng lúc này, không đợi Diệp Lâm phản bác, chánh án tòa án nhân dân tối cao đột nhiên nghi hoặc hỏi. Quốc sư, ông buộc tội Diệp Lâm có chứng cứ gì không? Và tại sao anh ta lại nhắm vào ông? Chánh án tòa án nhân dân tối cao là một ông lão hơn 90 tuổi, là thẩm phán cao nhất ở Đại Hạ, rất được kính trọng, đã giải quyết vô số vụ án, trong mắt không có một hạt cát. Đối với những lời quốc sư nói, ông cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, thế là liền lên tiếng hỏi. Bằng chứng, quốc sư giả trả lời, Kim Lũ Y bị bắt tại chỗ đêm qua chính là hung thủ trong vụ án xác ướp. Về phần tên nhóc này, hắn ở bên ngoài nắm giữ binh quyền của 300.000 quân, âm thầm cấu kết với chỉ huy sứ cảnh vệ Yến Kinh ở bên trong, hai người từ lâu đã có lòng bất chung. Chẳng qua tôi phát hiện ra âm mưu của bọn chúng nên bọn chúng hợp lực nhằm vào tôi. Xông vào phủ của tôi, muốn diệt khẩu. May mắn là tôi kịp thời trốn thoát, tránh được, hắn lại sợ sự tình bại lộ, cho nên trong đêm triệu tập vô số yêu binh quái tướng tấn công Yến Kinh. Nếu không phải là tôi kịp thời ra tay, đánh tan yêu quân, Yến Kinh đã gặp nguy hiểm rồi. Quốc sư giả nói, làm loạn đúng sai, thậm chí còn cưỡng bức gán cho Diệp Lâm là kẻ phản nghịch. Lúc này hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Lời nói của hai người hoàn toàn khác nhau, một đúng một sai, đều nói rằng chính mình đã giải quyết được tình huống kỳ lạ do yêu quái đêm qua. Nhưng so sánh với nhau, mọi người càng bị lời nói của vị quốc sư giả đáng kính trọng thuyết phục hơn. Tên khốn to gan, lại dám gây dựng quân đội và âm mưu xấu xa. Viện trưởng viện kiểm sát tức giận đến mức đập bàn. Nếu đúng như vậy, tội ác của người này không thể nào tha thứ được. Chém đầu tại chỗ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tức giận nói. Mà Hoa Quốc Đống vội vàng biện hộ, điều này tuyệt đối không thể nào. Sư phụ của tôi không phải loại người như vậy. Hơn nữa, sư phụ tôi và chỉ huy sứ Kim vẫn luôn không hòa hợp với nhau,
sao có thể âm mưu cùng nhau được. Quốc sư giả hừ lạnh một tiếng, đó chỉ là lừa gạt che mắt người khác mà thôi. Thấy tình thế trước mắt càng ngày càng bất lợi với sư phụ, Hoa Quốc Đống vừa nóng lòng vừa tức giận, lúc này muốn gọi quốc sư thật ra để đối đầu với quốc sư giả trước mặt. Lúc này chánh án tòa án nhân dân tối cao lại lên tiếng hỏi, Diệp Lâm, anh còn có gì muốn nói không? Nghe một bên thì tối, nghe cả hai bên thì sáng. Chánh án tòa án nhân dân không tin lời quốc sư giả nói, muốn nghe Diệp Lâm nói. Tôi không còn gì muốn nói, Diệp Lâm vừa nói những lời này, hiện trường lại một lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì điều này mang ý nghĩa Diệp Lâm chủ động nhận tội. Sư phụ, Hoa Quốc Đống sửng sốt. Ha ha, quốc sư già mặc dù có chút kinh ngạc, không ngờ Diệp Lâm lại không đánh mà khai. Nhưng, Diệp Lâm đổi giọng, tiếp tục nói, bởi vì quốc sư đã chủ động nói ra tất cả những gì ông ta muốn làm, và phải làm, chẳng qua là đổ những tội danh này lên người tôi mà thôi. Thật ra, lúc Diệp Lâm nghe cấp dưới Hùng Sơn Quân của quốc sư giả nói ra hết mọi chuyện thì anh đã có chút không hiểu nổi quốc sư giả tốn công tốn sức làm nhiều như vậy để làm gì. Nhưng vừa rồi, khi nghe chính miệng quốc sư giả nói ra, Diệp Lâm cũng đã biết được mục đích thật sự của quốc sư giả. Quả nhiên là âm mưu cực kỳ lớn. Chỉ là đổi phương đổ hết mọi tội lỗi lên người mình thôi. Nếu đổi lại là người khác, một khi bị chính quốc sư đổ tội thì chắc là hết đường chối cãi lâu rồi. Cho dù là Diệp Lâm hiện giờ, đổ tội ngược lại cho quốc sư, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng lý do của Diệp Lâm. Toàn là nói bậy, quốc sư không phải là người như vậy. Đúng vậy, từ lúc quốc sư đi vào Yến Kinh, đại hạ ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Là bản thân cậu mưu đồ gây rối, bị phát hiện thẹn quá hóa giận đổ tội cho quốc sư, đúng là đáng chết. Trong nhất thời, người nào cũng quát mắng Diệp Lâm. Ngay cả người của viện kiểm sát cũng không nhịn được mà nói. Xem ra không hành hình mày là mày sẽ không ngoan ngoãn khai ra hết. Hai vị đại nhân, thằng nhãi này mạnh miệng lắm, có cần phải hành hình không? Nghe vậy, chánh án tòa án nhân dân và bộ trưởng bộ tư pháp nhìn nhau, có chút do dự. Bộ trưởng muốn dùng hình, còn chánh án thì lòng dạ hiền lành không muốn dùng hình. Sau đó, chánh án hỏi, Diệp Lâm, cậu có chứng cứ gì không mà nói quốc sư có tội? Tôi đây cũng muốn hỏi quốc sư có chứng cứ gì không mà chỉ trích tôi phạm tội. Diệp Lâm hỏi lại, ơ kìa, chánh án nhìn về phía quốc sư. Quốc sư giả hừ lạnh một tiếng, nhân chứng bị cậu ta giết chết. Còn vật chứng thì bị cậu ta phá hủy. Thằng nhãi này lật ngược phải trái, ở đây đánh thái cực với chúng ta đấy. Lúc này, viện kiểm sát không nhịn nổi nữa, nếu không cho cậu ta thấy sợ thì vụ án này có điều tra mãi cũng không có kết quả đâu. Rốt cuộc thì Diệp Lâm và quốc sư như là đánh giằng co với nhau. Người nào cũng chỉ tội đối phương rồi lại không lấy ra được chứng cứ thuyết phục, nếu cứ tiếp tục mãi như vậy thì cũng chẳng đâu vào đâu. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống nói nhỏ với cha mình vài câu, định đi ra ngoài gọi quốc sư thật vào để đối chất với nhau. Có điều, ngay lúc này, bên ngoài chợt có người lớn giọng hô lên. Tôi chính là nhân chứng sống, tôi không có bị giết bịt miệng. Một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân vừa to tiếng vừa mặc kệ thị vệ canh cửa ngăn cản, một mình xông vào chính đường. Mọi người sửng sốt, sau đó nhận ra ông ta chính là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh. Thẩm đại nhân, sao ông lại thành dáng vẻ này vậy? Mọi người giật nảy mình khi thấy dáng vẻ của ông ta. Bởi vì chuyện mới xảy ra tối qua, đa số người còn chưa biết Thẩm Thường Thanh cũng bị cuốn vào bên trong, suýt nữa phải bỏ mạng. Quốc sư giả vừa thấy Thẩm Thường Thanh thì hơi thay đổi sắc mặt. Ông ta không ngờ đối phương tỉnh nhanh như vậy. Dù sao Thẩm Thường Thanh cũng là quan trong triều. Đám người quốc sư giả không dám giết chết đối phương làm cho chuyện ầm lên. Vậy nên bọn họ chỉ phái Khuê Mộc Lang chế tạo một trận xe cộ, đâm cho Thẩm Thường Thanh ngất xỉu, để tránh đối phương xen vào chuyện của bọn họ. Sau đó, bọn họ nhận được tin là Thẩm Thường Thanh đã trở thành người thực vật, cả đám đều yên lòng. Kết quả là mới qua một đêm thôi, Thẩm Thường Thanh đã tỉnh dậy như là có kỳ tích. Thấy Thẩm Thường Thanh bình yên xuất hiện, Diệp Lâm lập tức nhìn thoáng qua bên ngoài. Quả nhiên, anh thấy Lưu Văn Cảnh đang đứng ở bên ngoài gật đầu với anh tỏ vẻ là đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho. Châm cứu của anh muốn cứu tỉnh một người thực vật rất dễ dàng, huống chỉ là một người mới vừa bị thương, muốn cứu sống còn dễ dàng hơn nữa. Thẩm đại nhân, lúc này, bộ trưởng vội vàng hỏi. Có phải là thằng nhãi Diệp Lâm làm không? Cậu ta thật to gan, ngay cả quan trong triều cũng dám giết bịt miệng. Người đâu?
Bộ trưởng vừa định gọi người dùng hình với Diệp Lâm thì nghe thấy Thẩm Thường Thanh sốt ruột nói, bộ trưởng đợi đã. Thương thế của tôi không liên quan gì đến Diệp Lâm cả. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên, không ngờ chuyện lại không liên quan đến Diệp Lâm. Vậy rốt cuộc là ai làm? Quốc sư hả? Không thể nào. Bộ trưởng, lúc này, Thẩm Thường Thanh chủ động hỏi thăm bộ trưởng, tối qua ông có đến phủ quốc sư chơi không vậy? Tối qua đi phủ quốc sư. Nghe vậy, bộ trưởng cảm thấy khó hiểu, lắc đầu nói, tối qua tôi vẫn luôn ở nhà, đến sau lại xuất hiện sự kiện đêm trắng, càng thêm không dám ra ngoài. Thẩm đại nhân, sao ông lại hỏi vậy? Thẩm Thường Thanh nhìn quốc sư giả, hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng mà tối qua tôi tận mắt thấy ông và bộ trưởng bộ quốc phòng ở cửa phủ quốc sư. Cái gì? Sao có thể chứ? Bộ trưởng bộ tư pháp cảm thấy hoang mang cực kỳ. Còn quốc sư giả thì lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chắc là Thẩm đại nhân hoa mắt nhận lầm người rồi, không có chuyện đó đâu. Ha ha, Thẩm Thường Thanh cười lạnh một tiếng, nói, lúc ấy, ngoài tôi ra còn có Kim đại nhân và một đám thị vệ đội cận vệ yến kinh nữa. Tiếc là, nói đến đây, Thẩm Thường Thanh đau đớn tột đỉnh, bởi vì ông ta nghe thấy người ta nói lúc trên đường đến đây. Kim đại nhân bị bỏ tù, ân phó quan không biết tung tích. Còn đám thị vệ yến kinh khác chỉ trong một đêm người chúng độc người bị hại, không một ai bình an. Còn tôi, lúc quay lại bộ quốc phòng cũng bị tai nạn xe, suýt nữa không tỉnh lại. Tất cả chỉ vì chúng tôi thấy được cảnh không nên thấy bên ngoài phủ quốc sư. Kết quả là người chết người bị bất. Quốc sư đại nhân, xin hỏi ông có cách giải thích nào về chuyện này không? Đối mặt với nhân chứng tràn đầy sức thuyết phục là Thẩm Thường Thanh, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Ai cũng không ngờ rằng Thẩm Thường Thanh sẽ xuất hiện, còn đứng vẽ phía Diệp Lâm, chỉ tội quốc sư. Ơ kìa! Một sự thay đổi bất ngờ khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên mà nhìn về phía quốc sư. Quốc sư đại nhân, bộ trưởng bộ tư pháp khó hiểu mà hỏi lại, vì sao tôi lại xuất hiện trong phủ của ông vậy? Hy vọng ông có thể cho tôi một cách thích hợp lý. Theo tôi được biết là không chỉ có một mình ông thôi đâu. Thẩm Thường Thanh tiếp tục tung bom. Các vị đại nhân của sáu bộ đều ở trong phủ quốc sư, chỉ là cả sáu người đều là giả. Vẽ phần vì sao phủ quốc sư lại giả sáu vị bộ trưởng, vậy thì chỉ có thể hỏi quốc sư mới biết được. Nghe vậy, hiện trường lại trở nên xôn xao. Tuy rằng lời nói của Thẩm Thường Thanh khiến người ta có chút khó có thể tin nổi, nhưng mà đúng là tối qua có không ít thị vệ trong đội cận vệ yến kinh chết một cách khó hiểu, bên bộ tư pháp cũng nhận được tin này. Chỉ là đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên bọn họ chưa kịp phái người đi điều tra. Nếu chuyện thật sự có liên quan đến phủ quốc sư thì sẽ rất là phiền phức. Trong nhất thời, mọi người đều nhìn về phía quốc sư, chỉ mong ông ta có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Quốc sư đại nhân, Tranh Án lên tiếng, bây giờ ông muốn giải thích sao đây? Quốc sư giả hơi khựng lại, rồi không chút hoang mang cười nói, xem ra là Thẩm đại nhân bị tai nạn xe đâm cho hư đầu óc luôn rồi, toàn suy nghĩ gì đâu. Mới vừa tỉnh dậy là nói bậy nói bạ rồi. Tôi cũng không hiểu ông ta đang nói cái gì. Hay là Thẩm đại nhân bị thằng nhãi họ Diệp kia dùng yêu thuật khống chế giá họa cho tôi. Nghe vậy, mọi người cũng cảm thấy quốc sư nói có lý. Rốt cuộc thì Thẩm Thường Thanh bị tai nạn xe, ăn nói lộn xộn, không thể làm chứng trước tòa được. Người nói bậy là ông mới đúng. Lúc hai bên đang tranh chấp ầm ĩ, bên ngoài lại có một người không nhịn được mà xông vào. Ông ta chống gậy. Hơi thở thoi thóp, dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy thị vệ ra, dũng cảm đứng dậy. Đám thị vệ thấy ông ta là nhân chứng do Phủ Thuận Thiên dẫn đến thì không dám mạnh mẽ ngăn cản. Còn quốc sư giả, khi nhìn thấy ông ta, quốc sư giả mất hết bình tĩnh, giống như là gặp quỷ vậy. Ông ta có nắm mơ cũng không ngờ rằng người bị mình nhốt, bí mật giam giữ, lại đột nhiên chạy ra ngoài. Lại còn chạy ra ngay thời điểm mấu chốt này nữa, chẳng phải là như đổ dầu vào lửa hay sao? Yêu nhân, mày có biết tao không hả? Ông cụ lạnh giọng hỏi. Sau đó, ông cụ ho khan liên tục vì nổi cơn kích ông và giận dữ. Ông là ai vậy? Tranh Án thấy ông ta lạ mặt, trong nhất thời không thể biết được thân phận của ông. Ông quắc, đã lâu không gặp. Ông cụ chắp tay chào hỏi Tranh Án rồi nói, tôi mới là quốc sư thật sự. Còn ông ta chính là yêu nhân, là kẻ đoạt thân thể của tôi. Các ông, đều bị ông ta lừa rồi. Cái gì? Nghe vậy, hiện trường lập tức ồn ào giống như núi lửa phun trào. Mọi người thật sự không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì. Bọn họ cảm thấy thẩm vấn vụ án này giống như tàu lượn siêu tốc,
vòng sau bay cao hơn vòng trước, khiến người ta khó có thể tin nổi. Lúc nãy có thể nói là Thẩm Thường Thanh bị tai nạn xe, đâm hư đầu óc, nên mới ăn nói lung tung. Còn ông cụ trước mắt này, chẳng lẽ cũng là đầu óc không bình thường? Ha 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 ha! Khoảnh khắc mọi người ở đây đầm chìm trong nghi ngờ, quốc sư giả bật cười to tiếng. Họ Diệp kia, mày biết chơi thật đấy. Khống chế Thẩm đại nhân nói bậy nói bạ thì thôi đi, đằng này còn đi tìm một lão ăn mày giả mạo tao nữa hả? Tao thấy nhân chứng mà mày dẫn ra càng lúc càng khó tin, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng không tin chuyện ma quỷ của mày nữa. Dứt lời, quốc sư giả nhìn về phía ba vị đại nhân đứng bên trên, khom người, nói bằng giọng ấm ức, xin ba vị đại nhân xem xét kỹ càng, trả lại trong sạch cho tôi. Trong nhất thời, đám người của ba bộ đều không biết làm sao, bởi vì chuyện càng lúc càng ly kỳ. Ông mới là quốc sư hả? Tranh án nghi ngờ hỏi lại, ông hãy tự chứng minh thân phận của mình đi. Đối mặt với loại vấn đề mang tầm thế giới như là làm sao để chứng minh tôi là tôi, ông cụ lập tức nghẹn họng. Ha 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 ha, quốc sư giả cười càn rỡ, miệng mọc ở trên mặt ông muốn nói ông là ông trời cũng được nữa. Nhưng mà ngay trước mặt tôi, ông nói mình mới là quốc sư thật, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Dứt lời, quốc sư giả hỏi bộ trưởng bộ tư phá trưởng, người giả mạo quan triều đình sẽ bị phán tội gì? Chuyện này hả? Bộ trưởng hơi khựng lại rồi nói tình tiết nhẹ sẽ chỉ tội gây rối trật tự công cộng, nhốt 7 ngày để cảnh cáo. Quốc sư giả tiếp lời, vậy mau đi bắt tên nói dối mình là quốc sư kia, nhốt 7 ngày để răn đe cảnh cáo đi. Đám thị vệ hai bên lập tức bước lên một bước, chờ bộ trưởng bộ tư pháp ra lệnh. Đợi đã. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đi lên, lạnh lùng nói. Ai nói không có cách tự chứng minh? Bây giờ tôi sẽ đối thân thể của hai người họ với nhau. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều ồ lên. Quốc sư giả lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, không biết là Diệp Lâm đang nói khoác hay là thật sự có cách. Lúc này, Diệp Lâm đi lên phía trước một bước, có loại khí thế muôn sông nghìn núi. Quốc sư giả thấy vậy thì sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, thậm chí có suy nghĩ chạy khỏi nơi này. Ngay sau đó, Diệp Lâm vận chuyển lực lượng linh hồn kỳ lân trong cơ thể, hét to lên, yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình. Giọng nói của Diệp Lâm giống như sấm sét nổ vang, phía sau mơ hồ xuất hiện bóng dáng kỳ lân khổng lồ bao phủ khắp toàn trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.